game chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược lại với hùng phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, xin chào mọi người đến với channel của Mèo. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bộ series sinh tồn mới, đó chính là sinh tồn cùng với bộ tộc người da đỏ. Tất cả mấy bạn thấy phía sau lưng của Mèo không? Có con khỉ đang ngồi đó mấy bộ bạn. Bộ tộc này là bộ tộc trên biển Mèo ơi, ở đây còn có người cá nữa. Chúng ta sẽ sinh tồn trên hòn đảo của người da đỏ đó mấy bạn. Không biết trên đất có gì dưới người không? Ơi. Đâu nè, có trời da đỏ nè, người cá nè, người mai da nè. Có được con mèo khổng lồ nữa kìa. Ok mấy bạn ơi, nếu như mấy bạn thích cái video mới này của Mèo, các bạn đừng quên hả like nè, subscribe cho Mèo và cả team của Mèo. Đặc biệt là bỏ ra từ 5 đến 15 giây xem video quảng cáo giúp Mèo, cho Mèo có chi phí mua được ăn cho hai con hát tử với bằng tử chứ mấy bạn ơi. Biết đâu mấy bạn hả nhiều like á, mình sẽ ra được cái tập 2 cho cái video này luôn mấy bạn. Nếu như mấy bạn thích thì bạn hả nhiều like cho Mèo nha. Nhớ hả like nha mọi người. Lên với nhà của bộ tộc người da đỏ thế nào. Ủa cái đầu này nó biết nhất Mèo ơi. Đâu cái đầu này giúp Mèo. Cái tượng này Mèo. À mấy bạn nhìn nè, nguyên một bức tượng đá này là cái đầu của ông tộc trưởng. Cái này giống tộc người Maya ghê luôn hết ha. Ừ giống người Maya Mèo ơi. Nó mở mắt ra kìa. Trời nó mở mắt ra không? Ôi nó liếc mà đứt lại nữa kìa. Wow. Mày xạo ke. Ôi mày xạo ke mày, mày nhìn được mà mày nói mày tích giả bộ. Ê, không nhìn được mày. Cái này hết đây có thể là con đường dẫn tới bộ tộc người da đỏ đúng không? Cái này cái giếng bình thường mà sao á? Cái thằng này nè hút ở đây nó để cái đầu lâu xương chéo rồi cái mũi tên chỉ lên ông nội ai dám vô đây trời. Ôi đây là một cuộc phiêu lưu đầy bất ngờ mày ơi. Em biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhìn ghê mày chết luôn mà vô hả? Không có vô thiệt hả? Vô. Một. Ok tôi sẽ dở cái đầu. Thử coi là gì. Wow. Ô cái gì vậy? Cái gì vậy? Đó cái hố này sâu lắm luôn á. Chưa mở mắt mày ơi. Mình nè, này phải mình đúng không? Ai, mình nè. Mở mắt ra, mở mắt ra. Ôi, trời ơi, nãy giờ là mình té mình xỉu mọi người. Bây giờ mình mở mắt nè. Wow, cái gì đây? Đẹp quá đi à. Chúng ta đang ở trên một cái đảo gì mọi người? Quá nhìn bầu trời kìa. Ê, tôi cảm giác như mình đang ở trong một khối vuông á mọi người, làm như cái bầu trời nó vuông vuông ở chỗ này mấy bạn thấy không? Nó lạnh lạ làm sao á ta. Ôi, vuông phim hoạt hình mày ơi. Ừ, nhìn như thế giới phim hoạt hình luôn, đã thiệt luôn mấy bạn. Bên kia cái cửa hả? Đúng không mọi người? Cái cửa đi mình đi về hay gì kìa phải không? Phải, cái đó không biết nó mèo nhiều khi rồi một con tàu, một con chiếc biển gì vậy? Trời ơi, mấy con rùa đã quá chừng luôn. Con rùa bị gì đây? Nó đang ngủ. Mình chửi nó được không? Nó đang ngủ. Bên đây. Ê đánh nó cho bẻ bóng được không? Đánh không có bẻ bóng được mọi người. Kỳ quá vậy. Thôi đi mẹ ơi, đây có dưới chấm than nè. Thôi, nó nằm nó ngủ dài đường luôn. Mẹ ơi. Ê có cô em da đỏ nào vừa mới kêu cứu kìa, có ai nghe không? Nghe nè, tôi nghe. Kìa, nó la lên ở cái elevator đi, có ai không? Nè, có tụi tôi nè bạn ơi, bạn gì ơi. Đâu đâu nè, có cái này. Cô tên có dấu chấm than nè, trời ơi. Đây nè, chúng tôi đây nè, hello. Ai cứu tôi đó, cất tôi đây. Ủa, có người nào bị nhốt trong chuồng kìa mèo ơi. Có cái gì trên này trong chuồng nè. Trời ơi mấy bạn ơi, cái bà này bà bị mấy cái thằng cấp biển nó nhốt vô trong này. Bà là tinh linh của cái hòn đảo. Ủa hòn đảo không, gì bà ta? Là vệ thần mèo ơi. Bà là vệ thần của cái hòn đảo bộ tộc người da đỏ đúng không? Không, hòn đảo của bà là hòn đảo khác. Bà bị bắt lên hòn đảo này á. Bà trời muốn mình giúp bà tìm chìa khóa để bà trở về với hòn đảo của bà. Bà kêu mình đi theo cái đường bắn 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 này để mình tìm cái chìa khóa cho bà đúng không? Đúng rồi. Trời đi theo đường này mèo ơi. Ê mà tôi giờ mới giờ chị tự mình bắn ra chứ. Tôi nghe cái giọng nữ mà tôi không biết cái đó đàn ông hay đàn bà mà sao á. Cái mặt nạ nó có cái bông chắc chắn là đàn bà rồi. Kỳ quá, cái mặt thì như đàn ông mà cái mặt nạ lại cắm cái bông cũng lạ lùng ghê luôn á. Ủa kiểu như là bộ tập Hawaii á mèo, kiểu tôi thấy nó cũng có cái mặt kiểu này mèo. Trời ơi, tôi té xuống nước thôi, tôi bơi luôn đi cho nó lẹ. Tôi khỏi cần phí hả, bắt cua gì cho mệt. Ê, có con rùa bị lật ngửa vậy, mắc cười lắm kìa hết. Để tôi cứu nó mèo ơi. Ê, rùa, để tôi lật mày dậy nghe rùa. Lật mày dậy coi. Wow. Mạnh dữ vậy. Tù quá tù. Hả tim hả tim luôn kìa. Vậy biết đâu hồi nãy mấy con kia nó đang bị lật. Ôi mèo chìa khóa. Trời tôi nghe cái tiếng là lại gọi chìa khóa, nó kêu tăng 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 tăng. Mèo cho anh lấy cái key. Rồi xong vô. Trời chìa khóa nó giăng vô trong người tôi nè mọi người. Rồi mèo ơi lấy được chìa khóa rồi. Giờ đem lại giải cứu bà kia hả? Vì mình đem mà vậy. Mở cửa cho bà đi. Bà biết chìa khóa đâu mà bà không đi lấy. Bà rồi. Bà bị nhốt vậy sao mà đi lấy được mèo. Đến ra mèo cũng lấy được. Bà chạy tới cái hòn của bà từ lâu rồi. Em quên chị Bata. Trời biết chỗ thì hết. Tập tê lên bắn luôn đi. Khổ quá. Làm thành mở cửa ra. Làm thành cái gì mà bị mấy thường dân á, cấp bị nó bắt cũng hiểu nổi nữa. Rồi ra đây. Ê bà tên là Tala mọi người. Ừ bà này tên là Tala. Mèo á mèo. Nãy giờ á mèo, bà nói với tôi á là bà cần một chiếc thuyền rời khỏi đây. Mà bà có một mảnh ghép của chiếc thuyền của bà rồi mèo. Bây giờ là chúng ta phải đi tìm hai mảnh ghép còn lại. Hai mảnh ghép của thuyền của bà hả? Bà cần về cái hòn đảo của bà đúng không? Bây giờ bà kêu mình đi vòng vòng hòn đảo tìm cho bà hai cái mảnh ghép của chiếc thuyền mèo ơi. Ê cái này cái thứ tôi đang thấy có phải là cái cánh thuyền không nha mọi người? Ở hình như đó là cánh buồm á mèo. Cánh buồm có chiếc thuyền hay gì nè. Đi qua đây lấy thử coi. Ủa đi qua. Chỗ này tại sao cứ bắt mình phải bắt cua nhiều quá vậy? Ê đúng rồi. Ê mèo. Ở đằng kia còn có cái gì nữa kìa? À chỗ này cái này giống cái cây dựng buồm đó nè. Đúng rồi, nó luôn chứ đâu. Ê là mình kiếm được hai mảnh ghép luôn hả? Ok giờ mình có hai mảnh ghép rồi, lại bà gì? Bà Tala Minh hả đúng không? Bà đó tên là Tala. Bà tên là Tala.
Vệ thần Ba La mẹ ơi. Đó Ba La Hà sao bà không tự đi kiếm đồ á, mà đi kiếm đồ gì trời. Ui da cắn đó, bà ép chiếc thuyền lên kìa mèo. À wow, đẹp quá mèo ơi. Trời ơi, bà giật cái thuyền này. Rồi sao bây giờ em thảo bà kìa. Bà kêu là bây giờ mình theo bà về hòn đảo của bà mèo. À trời trời ơi, đường này cái gì đây? Tôi thấy hòn đảo của bà luôn rồi, trong này là gì vậy? À bản đồ. Bản đồ về hòn đảo của bà này mèo. Trời vậy mình lấy cái bản đồ này xong mình về hòn đảo bà. Ê, làm như bà không biết đường về hay sao, trong khi có hòn đảo bà trước mặt bà không thì về được mọi người. Rồi đi lên đi lên đi lên. Ú đâu rồi đâu? À đây 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 đây. Rồi, tôi bà chèo lên chung nhau chiếc thuyền rồi nè. Rồi. Mà bà lấy thuyền chưa? Nè, ở đây tôi xuất hiện ra một chiếc thuyền nữa rồi nè mèo. À, cho mọi người một chiếc cái gì vậy kìa? Cho một chiếc luôn nè. Chiếc luôn rồi nè. Trời đã quá ta. Mọi người ơi. Đi về đi về đi về. Rồi, thấy hòn đảo trước mặt rồi, khỏi cần coi bản đồ. Rồi mình kéo hết ra qua đi qua bển. Kéo hết ra nữa 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 đưa ông. Đưa đúng rồi mẹ ơi, hình như là hòn đảo bà đang bị tấn công. Mẹ ơi, bà về bà để bảo vệ hòn đảo của bà đó. Trời yên tâm đi chị ơi, có mấy em đây, mấy em sẽ bảo vệ hòn đảo của chị. Ủa? Ê, trời, cái này mình bụng trời bị gì mẹ ơi, nhìn trời thì nó tối tao mặt mày xuống nghe ghê. Sao trời nghe tối tối bà? Ờ đúng rồi, chị lẹo hả? Nhìn tối gì vậy? Ôi trời trời, bảo bảo bảo. Ôi tao đánh chưa thuyền, tao đánh chưa thuyền. Á ui đau đau em. Bảo lên quá. Đau em anh ơi, trời ơi, giá trời có cá nữa kìa. Cá bị ra nha mẹ ơi. Cái đảo của bà à, tôi bị lật mẹ ơi. Ra tôi né được sống mẹ, có thiền tôi vẫn còn lành lặn mẹ ơi. Hai người còn có thiền lành lặn, còn có thiền của tôi nè, tôi đi đầu hồi nãy nó quánh tôi hơi sập thiền luôn bánh. Dạ không có thấy nghĩ là thiền nào chở cái bà dạy thần Ta La nữa. Mà nói này bánh nặng quá nè. Ờ đúng rồi, ấy là như tôi càng chạy cái thiền tôi càng chìm cái gì không. Tôi nghĩ là mẹ nên chạy nhanh nhanh vô bờ đi mẹ, trước khi cái thiền của mẹ nó chìm hẳn xuống nước. Cái gì mà càng chạy nó càng chìm cái kinh dị này luôn. Tôi tắt lại vô trong chỗ nào thì nó một hồi chìm. Nè nè vô đây nè mẹ, ở đây có đường nè mẹ ơi. Tôi đang thấy mấy ngọn lửa ba chơi. Ok hay á, đây đây đây. Chấm thang, chấm thang. Mấy thổ dân đóng tôi nè. Trời ơi, mấy anh trai lực lượng. Chưa nói giờ đi kiếm đồ. Trời ơi, dây trai lực lượng rồi. Gì mà không? Bơi lên. Rồi, lên. Lên rồi. Ủa sao mày này nó rung với mèo? Trời ơi, lạnh quá, biết sao không? Trời lạnh mà bắt bằng đồ ít quá, hiểu không? Gió thổi vô nó lạnh, nó đứng nó rung vậy đúng rồi. Trời ơi, xăm mình là như The Rock luôn mèo. Nhìn sao mà lực lượng vậy mà đứng rung mà cắn môi cặp cặp. Ê mèo, hình như là nhiệm vụ của mình là phải đi gặp tù trưởng mèo ơi. Gặp tù trưởng phải không? Hello mấy em tù trưởng ơi. Trời ơi, có tù trưởng ở đây có đồ con giống như mấy ông dân làng không mèo? Thưa cá với ông là tù trưởng đây nhỏ xíu con luôn, biết sao? Tôi nghĩ là tù trưởng phải đồ hơn. Không, tù trưởng ta nhường cái mấy này ăn dữ dội lắm nó mới lực lượng. Nhìn cái tù trưởng bị già nó mèo ơi. Đúng rồi, kiếm phòng tập gym của mấy anh này coi. Ừ, tập gym ở đâu mà tướng bè quá rồi. Bè quá. Tù trưởng cấp đôi mấy nó rồi sao? Vậy mới xứng là tù trưởng đâu vậy mà ta? Trời nhà ơi, thường cứ thấy mèo. Nhà đây nè, nhà đây nè. Trời ơi. Vậy chưa chạy lên chứ bạn. Tù trưởng bự cho ba luôn. Trời ơi, tù trưởng vừa trẻ vừa đẹp. Tôi xin chào tù trưởng. Tù trưởng tên là Kiaora Mikamoto Kutukutudo. Tên tù trưởng đó chị Banda. Bằng tù trưởng bà cho rồi. Tù trưởng đó là xin chào mừng đến với quần đảo Tiki. Cảm ơn đã đưa dễ thần trở về hòn đảo. Nhưng mà dạo gần đây có một chuyện xảy ra ở trên hòn đảo. Để ông nói coi là gì, tôi ông chưa nói hết nào. Tôi nghe được tiếng của ông, mẹ không nghe được đâu. Tôi cần nghe tiếng ông đó, ông cứ gulu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 gul
vậy thật thì chẳng có ai chứ. Người ta đang tìm một người anh hùng có thể chiến thắng được cái người phản bội mèo. Ok, vậy là tôi chị Panda đi về. Vậy thôi chị Panda, ở đây chỉ có một mà đích hút là đàn ông thôi, cần anh hùng thì cần đàn ông. Không sao mèo ơi. Từ giờ ổng đã không còn là tù trưởng nữa và tôi trèo lên ghế của ổng ngồi mèo ơi. Đó, vậy anh hùng thì tôi văn tới cho ông sẽ sẵn sàng má đất trong xuống cho làm tù trưởng. Mình sẽ bập bùng. À đúng. Bắt đầu bập bùng tù trưởng ơi. Mèo ơi, ông cho mình mỗi người một thanh kiếm nha mèo. Và chúng ta đã trở thành người da đỏ, đây là người trong làng. Rồi ra đi. Tao mà ai cái trò mình giáp đá, giáp lá, dân tộc bộ tộc mà mèo mình đã trở thành người da đỏ rồi. Đúng rồi, ok. Giờ mình nhập tộc với da đỏ rồi. Kìa ba đỏ. Mở cửa ra cho ta đi qua nào. Cho nó sớm nha. Nó hiện đại ghê. Hiện đại thì công nhận. Đi thôi mèo ơi. Để từ từ con đi mà sao cái TV con hoài hay bắt ghét nha các bà đó. Bà dị thần cái bực mình nha. Đi 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 đi. Này đi hướng nào vậy? Ô, hướng này. Đảm bảo hướng này luôn. Ô, cái bạn hay hung dữ ghê mèo ơi. Trời, các bạn thấy cái bạn hung dữ luôn. À, cái mũi nè, có ở trên đó là hai con mắt, đây là cái miệng nè. Ở đâu? Vô nhà lướt đồ. Ừ đúng rồi. Vậy chị thấy cái này tiệm đồ sẽ ông thật là mèo ơi, một cuộn phép thuật mèo ơi, đưa đây cho tôi
tôi sẽ hả chiếu phép nó bé 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 hả? Trời, bà lấy cuốn phép bà đọc coi kìa. Đọc lẹ đi con, đưa cho con đỡ con đi giải cứu cái hòn đảo của má cho má ơi. Nhà này có vẻ khá là nghèo mèo ơi. Trời à, ơi. Nhưng mà ở đây có một cái rương. Nghe cái mùi đâu mà vô nhà nghèo. Chị ta thấy không? Nghe cái mùi nghèo. Ơi trời trời hả? Có cung tên và mũi tên. Trời trời. Lấy một mũi tên thôi, đây là cung vĩnh cửu mèo ơi. Ủa vậy hả? Ừ. Ủa giờ thấy nhà này chào. Ừ, giờ thấy nhà này chào. Nghe mùi luôn. Nghe mùi giàu vô nè. Rồi bà dành mà đọc một bên bà lấy. Rồi, bà đọc xong rồi bây giờ thì đi mèo ơi. Ê, hình như bà ấy phép đi đồ vũ khí của tôi. Ê, bà bảo là lấy mũi tên đó và bắn vào những cái ngọn đuốc để cho ngọn đuốc phát sáng lên mèo. Đuốc nè, đuốc đang sáng bắn vô sáng thì mèo. Nè, bắn lên đây nè. Từ mỗi tầng người ta bắn lên đây nè. À, bắn vô, đúng rồi. Tôi đang bắn này một hồi tôi bắn hồi cháy làng luôn mèo ơi. Đuốc đang thắp lửa, cái gì vậy? Rồi chết cha. Thành công rồi, cánh cửa được mở ra mèo ơi. Chết mất kìa. Trời ơi, đập quá à, nó kêu thì lạ ghê luôn ta. Ồ, mở cửa, wow. Lần đầu tiên trong đời. Lần đầu tiên trong đời em thấy nó mở cửa tự sư tử trên. Ờ, cái ông này là ông thần mèo ơi. Đã con khỉ. Ê, mày trèo xuống khỉ ơi, mà mày đu mẹ nó hỏi là ông gì. Em ơi, té lùi bắn hỏng em ra vậy em ơi. À, mấy con khỉ mà mèo lo gì cho nó mèo ơi, mình lo cho bản thân mình đi. Có chuối không? Chị có chuối nè, em có đi theo đấy, chuối giỏi bên zombie giùm chị không? Không, cái này không phải là sinh tồn zombie đâu. Sao tôi nhớ zombie sao? Hết hồn. Lấy giật chặn đường mình. Trời ơi, quá giật chặn đường mình. Đây là khách đầu tiên của mình thôi. Quái vật xui được con trai à. Rồi đi 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 đi. Trời ơi, quái vật mấy con này á, mình giống quái vật hơn nó mọi người. Mình đang không, vô xâm chiếm. Mình là người đẹp trai mèo ơi. Mình vô xâm chiếm lãnh thổ đó, mình quánh cho ba má. Cái này là mình vô để mình chiếm lại thôi. Đúng rồi. Mình giết, mình giành lại những gì đó từng thuộc về. Wow, cái gì đây? 1/4. 1/4 cánh cổng mèo ơi, cái này là mình phải vượt qua 4 thử thách. Đây là hết 1/4 mèo. Mình mới vừa qua 1 cánh cổng rồi đúng không? Nhảy qua. Có gì vậy? Đầu tiên dễ quá vậy. Ờ này dễ. Trời ơi, nó có 7 gì đâu đúng mèo. Trời ơi, vậy mà bà Banda bà sợ có 7 bà đẹp không thiếu. Cái là hẹn chị Banda chị đâu mà chị gặp. Đó, tại chị mất dẫn cái bà này theo. Cái gì vậy trời ơi. Cũng phép nữa mèo. Mà gì ơi, ở đây đọc dùm cũng phép hồi nãy bà đọc dữ lắm mà. Để bà đọc, để bà đọc rồi. Đọc dùm đi chị. Ê, bà nói nè, cái cũng phép này á có vẻ khá là nguy hiểm. Ừ. Đây là màn đầu tiên của mình mèo. Cái gì màn đầu tiên vậy? Không biết nữa, màn đầu tiên là phải à, nó sẽ gạch rơi từ trên đó xuống mèo ơi. Ôi TNT. Nhảy qua, nhảy rồi. Nhảy qua cục gạch có TNT nè. Ở dưới nếu mà có cái dòng đỏ hiện lên đó là mình nên né ra mọi người. Đúng rồi. Có thì khỏi cần né. Đơn giản mèo ơi. Quá đơn giản luôn. Mấy cái này nhầm nhòi với mình đúng không? Trời đó quá dễ. Trời ơi, cho tay quen nè. Có đồng nước, có đồng. Đứng bên thôi nè, rồi. Đứng bên này nè. Mình tỉnh tỉnh. Mèo ơi, sắp chết luôn mèo ơi. Có mấy chục giây rồi mọi người, có mấy chục giây à. Thôi, bình tĩnh. Cứ bình tĩnh mà rung chị Banda. Cứ bình tĩnh. Em sắp chết chị Banda ơi. Cứ bình tĩnh mà rung. Còn sống nhăn răng. Em đứng bây giờ em yên bình dễ sợ luôn á. Chị té xuống dưới chị Banda. Ôi chị kêu hết bây giờ mình nhảy. Ờ bà chân khôn quá, bà bắt mình đứng đây xem bà xuống đây mà nhảy với mình nào. Bà hèn ghê luôn á. Ờ bà ta la dễ hình gì đâu mà hèn quá. Hết giờ thắng rồi. Màn hai, màn hai. Ờ với à. Ờ đây cửa đây. Màn hai cái gì đây? Phải không? Màn hai là khó hơn nhanh hơn gì đó. Trời ơi nữa trời. Ôi ờ nó khó vậy. Khó quá. À màn hai nó nhiều hơn. Ê bà kia bà rảnh bà xuống đây bà chơi đi bà. Bà đứng trên đó bà nghe bắt bà chơi là sao vậy? Ôi nhảy đi nhảy đi nhảy 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 tại tôi còn đúng một máu mèo ơi. Cái gì vậy sao mà đừng để chết nha. Bảo vệ bản thân đi mọi người. Đó. Ôi má chị còn đầy nhóc. Ôi trốn à. Nhảy đi. Đứng dậm. Dậm kỹ dưới chân nha mọi người, dậm kỹ. Nè dưới chân mèo chị Banda chuẩn bị rơi rồi. Nhảy qua đây. Đó, thấy chưa? Tôi chơi cái này dễ như cực dễ luôn nha. Đúng rồi. Bắt gà với tôi. Cái này á nó còn quá là soàn đó với mình mọi người ơi. Đó. Trời ơi mình phải kêu mấy cái nào khó hơn kìa. Cái này đâu có trốn được. Thêm miếng tiên tiên giờ chó hồi hết là nguyên đây mình cũng làm kịp. Thôi màn ba, màn ba chị Banda, mỗi lần cái vượt qua ba màn chị Banda. Mỗi lần vượt qua ba màn thiệt quá. Rồi màn ba giờ bắt đầu rồi nè mọi người. Vô. Vậy xong rồi mọi người. Vậy ạ, tới chị Banda vậy ạ, màn ba vậy ạ, nó dí đổi vòng vòng rồi. Đó là trời thôi. Vậy ạ, chị nhảy đâu chị Banda nãy giờ. Chị đứng yên, chị đứng yên, chị đứng yên. Chị đứng yên, chị đứng yên. Nhảy qua đây chị Banda, nhảy lên, nhảy lên. Trời ơi, còn 30 giây nữa, 30 giây nữa ráng lên. Màn ba sao mà thấy nó nổ nhiều hả? Nhảy qua đây mẹ ơi. Trời ơi, ở đây đi. Mọi người thấy chưa? Sao chết? Nhảy qua đây, nhảy qua đây. Rớt cái gì mà rớt dữ vậy? Ôi bắn cái gì mưa rơi luôn. Ôi chị ơi, chị Banda 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 ơi, chị ủa nước dâng lên mèo. Ủa gì á? Giờ chơi gì nữa mà nước dâng lên trèo lên đây mèo ơi. Thì nước à trời ơi nó ác như con cá thắt lát. Rồi mở cửa ra. Cái gì vậy? Tôi đang thấy cái gì trước mặt tôi vậy?
để mấy cái cây cà thọt thế là cái gì? Nó kêu mình bắt cua mèo ơi. Ôi trời ơi, mấy bạn nhìn nè, đi xuống dưới hả gì á mọi người? Ê mọi người, nhiều khi cái này tàn hình đúng không mọi người? Tàn hình. Ừ, chỉ có gì tàn hình đó. Đúng rồi. Đừng có nghe tôi nói vậy thôi nha. Thử đi hút, tại vì mình chết cũng đâu có mất mát gì đâu. Ok, tôi thử nha. Nó không tàn hình mèo ơi. Ủa? À không mèo, điếu này nè. Nhưng mà xuống dưới hả? Ok. Hình như là vậy mèo ơi. Ơ cái này đã ghê mà. Xuống đây. Nhưng mà xuống đây kìa, mình đang xuống. Ồ, như nó có gì ra nhà, cẩn thận mọi người. Nguy hiểm quá vậy. Trời ơi, tôi sợ nó nhảy lên tắt. Nè. Ồ nó đứng bắt cua, bắt cua. Xuống đây chị Bình ơi. Bắt cua đơn giản mọi người ơi. Đừng tắt chị cho cưng, trời bé cưng nhìn nó khai bắt cái cưng quá. Chị té xuống nước rồi. Ôi cha, hên quá. Ê nước này không sao, được. Bơi lên được. Có sau lưng. Bơi lên được, không sao chị Bình ơi. Đây. Tờ ơi vàng. Bơi lên chị Bình ơi. Rồi. Bơi lên được rồi nè. Nhảy lên được rồi chị Bình ơi. Hướng này mọi người. Cái này dễ mọi người, không sao hả? Cái gì? Cố lên. Cái tiếng gì mà nghe nó ịt nghe ghê quá mọi người. Từ từ, cái gì vậy? Đó. Rồi, ăn cục này đúng không? Đây, con cục này là giúp mình nhảy cao lên nào. Giúp mình nhảy cao. Cố lên mèo ơi. Lên nè. Tôi nhảy lên rồi. Lên không? Ok ngon. Trời ơi má ơi, thằng Linh ơi. Trời ơi. Chơi cứ này em mà chơi. Bắt cua được mèo ơi. Woo! Ôi trời ơi, nguy hiểm quá. Chịu nè. Ôi. Cái này trang giang mèo. Thôi. Mèo ơi. Có tên. Nó bắt cung ghê quá. Đừng xem tự. Thôi. Về ra nhảy lên. Thôi, chị Bình ơi. Chị Bình ơi. Chị Bình ơi. Chị Bình ơi. Nước sau cục này. Đó, mọi người đẩy đi. À, đẩy cái cục đó mình đi đúng không? Đẩy làm gì cho mệt vậy trời ơi, khổ quá. Ê, phải đẩy cái cục đó vô nè mèo. Ủa, đẩy cục đó vô hả? Phải đẩy cục đó vô. À, chứ mình qua thì đơn giản quá rồi phải không? Rồi, đẩy nè. Đẩy vô đây chịu đa, không ngờ là hai người này á, tôi đang đẩy muốn chết, hai người không ra đẩy. Trời ơi, ta đứng ta tổng vũ vậy mà chê. Đẩy vô. Đó, đẩy được rồi đó. Đúng không ta? Mở cửa ra kìa. Nếu mà không đẩy mình đứng đó mình giật. Oh my god mèo ơi. Oh my god. Mosenderung. Lạ đi. Trời ơi, cái gì vậy? Ok, dễ thôi mà, đơn giản. Đâu có tên. Dễ không mèo? Mèo ơi. Trời ơi, dễ ạ. Nhảy chịu đa. Để em. Thôi, múa giọng mà chết luôn mèo. Múa giọng mà chết luôn mèo. Thôi. Ây à. Ghê quá ta. 1, 2, 3. Ủa, mình lo. Chị Bình Đa qua rồi. Tôi qua theo chị Bình Đa nè. Dễ. Đây. Wow. Tôi không ngờ là tôi bị lấy thua quýt chết tôi luôn nè. Ok, để em. Xuống lên mèo. Xuống lên mèo ơi. Đấy, đó. Hay quá mèo ơi. Ôi, tôi wow. Một là qua. Đẩy nữa. Đẩy cái này. Đẩy cái nào? Đẩy nhiều dữ rồi trời. Đẩy gì chứ. Cái này đẩy gì mà. Chị dặm lên luôn được không? Cái này nó là như là cái gì ta? Giả lập đẩy thùng á. Để mà chân rớt. Mình ủi thùng. Chân rớt cái thùng. Cái tiếng gì mà cạch cạch cạch. Tôi nghe kiểu như là mấy cái máy bắn tên mèo ơi. Rồi xong, mở cửa. Rồi xong, cái này là ba cái luôn mèo ơi. Tôi mới Oh my god. Giờ làm sao đó trời. Giờ mình thò cái tay dài lên đu với mấy cái. Mèo làm không vậy bên đây. Trời ơi. Mèo, đi quá mèo. Trời ơi, mừng. Rồi, lấy cái này nhảy cao lên. Từ. Thoát khỏi đó rồi mọi người ơi. Thoát khỏi đó rồi. Mệt quá mấy bạn ơi. Thôi, đứng lại. Không có tên chỉ đi đâu. Đứng lại đi. Tôi qua tới bên này luôn. Cái giáp lá của mình tự nhiên nó được ăn cha lên rồi nè mấy bạn thấy không? Lạ lùng ghê luôn vậy, nó lấp la lấp lánh khó chịu dễ sợ luôn hết. Mèo, mà sao bộ đồ mèo hết ăn cha nè mèo? Đâu có tôi. Ủa, đâu tôi gì bên đây hết ăn cha nè. Ôi gà, vậy là mỗi cái hút là được ăn cha thôi. Thôi khỏi cả. Là nó yếu lắm á. Kệ chứ bên đây mình này đâu cần đánh lộn với con nào đâu yếu. Mình chỉ cần vượt qua thử thách thôi chị bên ơi. Em cha ta bắt tôi. Rồi, bắt cô hay chị bên đây. Chị đụng trong cái thùng phía dưới rồi, coi chừng nó đóng cái cửa dưới lại á. Rồi, đây nè mèo. Rồi xong. Trời em qua dễ từ từ để em nhảy lại. Trời ơi cái chỗ rồi, này. Rồi xong. Nè cái em này thấy là hơi căng kìa mèo. Mèo chỉ hụt một cái là mèo nhảy lên từ đầu luôn mèo. Bây giờ nghe nó thật không biết cái vụ gì nhưng mà em nè. Đó chứ. Tại nó tao có canh ngay cái cây nó tọt qua gái qua nhảy luôn mấy bạn ơi. Rồi xong. Giờ nè. Hơi tó. Đó, chị cố lên chị Bina. Nhảy qua. Chị phải để cho cái mèo ơi mèo thất vọng tràn trề cho bà Panda này, bà làm tôi chết rồi, bà đang mất tiêu rồi kìa.
Từ cái tay chị Bánh ra. Tại sao chị lại như vậy như vậy? Cố lên chị nè. Rồi nè, thấy đó, cái cây vừa thụt vô là nhảy qua liền. Nhảy qua đi. Thấy chưa, được liền. Rồi nè, chỗ này như đi qua cây cầu này hay gì nè, nhảy qua nè. Nhảy qua nữa. Cây cầu này em nhìn em nghe thấy ghét ghê luôn chị Bánh ra. Dễ quá trời, dễ quá trời luôn. Qua được rồi. Ôi, chị Bánh ra đã mất tiêu rồi. Chị Bánh ra đâu rồi? Nghe bà. Vậy thật nghe. Vậy thật đứng bây giờ mình nè. Đâu mèo? Đẩy là như đẩy cái thùng này là chỗ vệ thần cái gì á? À đúng rồi, có cái thùng là phải đẩy mày ơi. Ok, đẩy cái thùng là chỗ vệ thần các bạn ơi. Đây là tập 2 của sinh tồn á, cùng với bộ tộc da đỏ. Mình đang đi giải cứu bộ tộc da đỏ nha mấy bạn. Trời ơi, mình tiêu diệt lại cái hàng mà phản bội á mèo. Tập 2 của bộ tộc đẩy thùng, chị mới nói. Chị đẩy cái thùng xuống vực luôn. Đẩy đi đâu vậy? Chị phải đẩy vô đây nè, từ từ để em đi. Này bà đẩy cái thùng sợ không biết. Dân. Tôi biết khi nào té khi nào không mèo. Khi nào té khi nào không chứ rồi. Tôi là một bà rồ yên tâm mèo. Đẩy vô đó là cái cửa này nó sẽ mở lên đảm bảo luôn mấy bạn ơi. Đó thấy chưa? Victory. Ủa, gì vậy? Tự nhiên victory là sao? Không victory hiểu. Rồi challenge complete rồi mèo, mở cửa ra. Là mình đi qua được cái một cửa này đúng không? Ừ. Ê, cái gì kìa? Trời, cái nào có gì vậy? Cái này là hình như mình đã hoàn thành một cửa rồi, bữa mình để 1/4. Ôi boss mèo ơi, boss. Trời ơi, boss mèo ơi. Vậy mà victory con thủy bóng xì. Cầm vũ khí lên. Ủa bộ đồ tôi hết được enchant rồi. Rồi xong tôi bắt rồ rồi. Đồ quá trơn. Kẻ theo dõi mèo ơi. Kẻ theo dõi hả? Đứa nào là đứa này theo dõi. Cá cầm búa nè. Này là kẻ theo dõi hả? Giờ sao đánh được nó ta? Trời ơi, đồ không enchant vô quá, biết gì hồi nãy bộ đồ được enchant lên trời ơi. Do mày chết. Giờ sao đánh được nó đây? Ủa chứ bui vô đây đánh hả? Ê, không đánh được. Nó đánh được. Nó hút lại mọi người. Cách nào đánh nó ta? Không hiểu, không biết cách nào đánh nó luôn á. Cách nào giờ đánh nó đây? Không biết, đánh sao ta? Con vệ thần đánh nó phải chỉ mình chứ. Ok, để tôi coi hướng dẫn trước khi dùng vệ thần nó nói nè. Ơi, bu đánh được nè. Đứng sát mấy. Rồi, chị Bánh đã fail rồi. Nè, cái lúc nó hiện lên là chưa, đừng đánh nó nha, lúc này chưa đánh được nó đâu. Từ từ, trời nó kêu đá lên kìa. Mày với con lính. Nó gọi mấy con quỷ nhỏ này ra nữa. Quỷ. Né nó ra, lúc nó say né nó ra. Lúc mà nó hiện chị Z lên đầu nó để nó ngủ á. À, lúc nó hiện chị Z lên đầu để nó ngủ á. Quá quen nhau. Đá nhỏ chị Bánh. Nó cho mình bộ giáp mới mèo ơi. Ủa cái gì nè, tôi có cái miếng gì nè hút. Viên đá này á, nó cho mình bộ giáp mới nữa. Giáp mới hả? Ừ. Trời ơi, đau bận vô sao, cách nào sử dụng mà cách nào. Sử dụng rồi kìa, mất tiêu viên đá rồi. Bà nói sao với cục đá này vậy? Không biết nữa, để coi. Bà nói làm cái gì á? Ủa, sao bình thường hết rồi? Cái gì vậy? Thôi khỏi phòng mèo ơi. À, bà phải đi ra khỏi đây. Đi ra khỏi chỗ này, đây. Ê, nhảy cao nè. Nhảy cao lên. Wow. Go, chỗ này, đi. Wow. À, hồi nãy mình quýnh cái con đó. Là cái con đó nó rớt ra cái viên ngọc của nó mèo. Rớt cái viên ngọc của nó. Vậy mình lấy thật cái viên ngọc đó về và mình kiểu làm bộ giáp mới á mèo. À, viên ngọc nó lại mất tiêu rồi. Đâu viên ngọc rồi, lấy vô trong người mình rồi. Hồi nãy mình vô cửa trước, giờ mình ra cửa bên sau. Bên này nè mèo. Đây, cửa này cửa sau của cái đền này nè. Giờ mình vô trong đây mình làm gì trong này á? Ủa cái chỗ này giống khúc đầu quá ta. Cái này quen quá vậy? Ơ không phải, cái này là cửa sau. Ơ mèo. Nó có cái nhà. Ở đây có cái rương. Có cái rương là chắc chắn sẽ có bộ giáp mới. Mở ra, đâu rương đâu? Quá, wow, lấy viên ngọc đâu ta? Đáng là phải cho mình cái viên ngọc để mình mở cái rương này ra chứ đúng không? Hình như cái rương này là mình phải quánh xong con đó kìa mèo. Ủa thì mình quánh xong rồi còn đâu, mở rương ra coi. Có chìa khóa. À. Có chìa khóa mèo ơi. Ông coi bà có chỉ chỗ lấy chìa khóa không? Bà là vệ thần mà, dĩ nhiên bà phải biết chỗ lấy chìa khóa chứ. Vệ thần nó nói là không có lấy được mèo ơi, đi. Tờ về đánh con đó cho đã là không lấy được cái rương. Kỳ quá mèo ha. Dễ sợ luôn á. Thôi, bây giờ mình đi tiếp nè, cuộc hành trình của mình này mèo. Rồi kìa, giờ cho mình cửa dày làng luôn kìa. Vậy là mình giải quyết được rồi mèo. No, ở trước mặt là cái núi lửa mèo ơi. Đâu núi lửa nào? Nè mèo đi xa mèo nhìn nè, có cái núi lửa đằng kia kìa mèo. Đâu thì mình có lên giải quyết luôn cái núi lửa đó. Thấy rồi. Đâu chị Bánh, chị muốn lên giải quyết cái núi lửa đó. À, thổ dân mini chặn đường này. Chặn đường. Bánh hay bà luôn. Mày láo sao? Đây còn đứng. Thổ dân đi lạc, chặn
đường ta mà không biết ta đứng đâu, cũng đi chặt đường á. Đúng ơi, là ta núp thiệt chứ mèo, hổ dính mèo ơi. Rồi đó, hình như là chỗ này cần tới bốn chỗ. Hình như ở mình giải cứu tới bốn chỗ là nước. Có chú bắt cua nữa mèo. Ủa lên đây làm gì ta? Kế nghĩ là mình sẽ bắt cua tới đây đó mèo ơi. Có mấy cái cục ở trên đó. Vậy là hình như nước này nè mèo. Không, để tìm hướng khác coi. Này đúng rồi, đường tắt thì cho nó dễ. Cái bà thổ dân này bà phải chỉ mình chứ trời. Chị áo chị mới đi đường tắt, chị bên đây ai mà đi đường tắt? Đi là đi đường chính. Đường nào? Đường này nè. À, tôi thấy cây này giống cây bông thịt nhưng mà quên, này là không cây phải. Chỗ. Làm nè, một ngôi đền khác mèo ơi. Oh my god, vậy đây cái này là cửa thứ tư rồi. Đây, cửa thứ hai nè. 2/4 nè. Hồi nãy mình vừa hoàn thành được á là mình phải đi qua 4 ngôi đền mèo. Trời ơi, bây giờ đây ngôi đền thứ hai mọi người. Ngôi đền thứ hai dễ mà, lúc nào vô đầu tiên cũng dễ mèo ơi. Rồi, đó đi vô nè. Quá dễ luôn. Vô chị Bình Đắc. Vô. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Bước vô. Ngôi đền thứ hai. Ôi, xong. Ngôi đền thứ hai này. Trời ơi, toàn mấy hộ dân ngu ngu không mèo ơi. Gạt cửa cho mình. Thôi, mình nó rớt rồi. Nhưng mà nó đánh mình rất đau luôn nha. Coi chừng mình gạt mà mình té dưới luôn nha. Mày cút ra con nhà. Rồi sao tôi gạt nó té dưới. Đây. Nó tính cút lén mình nữa mọi người. Con này hèn dễ sợ luôn á. Rồi vậy chắc là cái đường này mình đi qua chỉ gặp hổ dân vậy thôi hả ta? Đúng rồi, cái đường này hổ dân thôi. Tao vậy cũng thắng mày ơi. Cái gì vậy? Nè, cái tôi thấy màn 2 nữa dễ hơn màn 1 mày ơi. Thế nhưng mà này mình khỏi thấy thùng cây. Mình chỉ đánh nó thôi. Cái bia. Mình bắn bắn tên kìa. Bắn tên vô có mũi tên đâu bắn. Ê bà mũi tên đó bà gì hả? Cái đường nè, tự nhiên nó ra cái đường mất trời. Trong đường này phóng, có gì phóng, vậy? Phóng cái này cái giáo mày ơi. Cái giáo vô cái mũi tên hả? Ừ, phóng cái giáo vô cái bia. Hải cha. Wow, đã quá. Ôi cái gì vậy? Ui, ui. Wow. Trời đã quá. Tao lên tao. Giỡn mặt. Nó thụt lên thụt xuống mày ơi. Chết rồi, chết rồi. Thiệt mũi tên nữa. Giờ sao ta? Trời ơi, trời. Vậy là phải nhảy liền. Mỗi lần phóng là phải nhảy mọi người ơi. Mỗi lần phóng là phải nhảy liền. Ôi, tôi té, nhảy qua, chị Bình ơi. Chết chết rồi, coi như lần này mình rút kinh nghiệm rồi mọi người, mình làm nhanh hơn mấy lần trước luôn á. Vô. Phóng cái nữa các mèo. Điên hả, phóng cái gì vậy? Tôi phóng mất tiểu cây của tôi luôn rồi. Trời ơi, mọi người ơi, có cái gì vui lắm nè mọi người ơi. Không hay. Oh my god, chạy qua. Một. Chị Bình đang cẩn thận nè, rồi, chạy qua chị Bình đang trời ơi, vậy ơi, mèo nhìn nè. Cái này nó lăn một cái là mình nhìn như giấy luôn mèo. Trời ơi, nhìn bét như con lét luôn á. Hơi, yeah, quá dễ. Dễ phải không, dễ phải không, từ từ, lăn lại đi cưng, lăn lại đi. Ok, chạy qua chị Bình đang. Qua chị Bình đang. Rồi, xong rồi, chị Bình đang đã qua đời rồi mèo ơi. Mới qua đời rồi chứ mà không qua đây được. Rồi, xong. Cái này chờ đó. Hơi, yeah. Trời ơi, tôi xây nguyên một vòng được không luôn mày thấy không? Tôi hết hồn luôn, tôi thấy ông bị chưa dính lại đó, tôi tưởng đâu ông sao. Đâu có, tại tôi xây một vòng lên đó cho ngầu quá mèo. Quá chị Bình đang, lần này em sẽ chim được chị. 1, 2, 3. Quá chị Bình đang. Ủa, được. Cái này là gì vậy ta? Trời ơi. Ôi. Ngầu, ngầu. Ngầu không, thấy tôi quá ngầu luôn không? Tôi xây nguyên một vòng luôn mèo. Mọi người biết chịu, đừng chạy giữa. Mình chạy bên hông là được rồi. Mèo cứ tới đây tôi phóng nè mèo ơi. Rồi, cái gì hiện lên? Đây, chạy qua đây. Rồi xong. Ông đi trước mặt tôi làm cái đường ơi, cung cua đó tôi xem té luôn. Cái này là sao đây? Ủa cái này là sao hả? Cái này là bắt cua nè mèo ơi. Ô phan nghe, cái này là tới 2-3 cái lận nha, cái này thụt ra rồi mấy cái kia. Ê mèo ơi, mình không thể nào quanh trở lại mèo ơi. Hả? Trời cửa đóng. Trời cái cửa nó đóng rồi, đâu không hay luôn vậy. Cái này làm sao nhảy ta? Nghe giờ mẹ phải nhanh chân lên, Được, thằng này mà thụt vô là mấy kia cũng thụt vô kìa, thấy chưa? Nhìn đi, thằng này vừa đẩy ra mấy kia mới lòi đầu ra. Đó. Coi tôi nè. Không có được đâu. Để chạy cho coi. Ôi á. Rồi vậy nè. 1, 2, 3, qua luôn. Chị Bình đây. Em thấy chị đếm tới 1 là chị chết rồi chị Bình ơi. Chị đừng có canh cái cột, chị canh cái miếng ở trong. Rồi nhảy đi. Nhảy chị Bình ơi. Chị Bình đây ra rồi. Ok, đi ra lượm cái này nè mọi người. Nhảy gì đây, jump boost, nhảy cao nữa ơi. Ơi, mình mà nhảy một cái là mình đi lại từ đầu luôn mà. Really? Trời ơi, lại hôn đừng cho con đi lại từ đầu. Ơi. Nhảy trước cái này. Ơi. Rồi, ngày hôm qua mấy bạn hỏi mình tại sao chị luôn nhảy sau mọi người, là tại vì chị phải để mọi người đi trước dò đường nó có nó dễ hay không mọi người ơi, để chị biết đường chị nhảy. Chờ lúc nó mới hiện ra đó mèo. Trời ơi, cái gì mới hiện ra? À. Trời ơi, quá dễ chị Bình ơi. Trời ơi. Hết thuốc. Nè, hết thuốc đúng không? Có ai chọi thuốc tôi mình thuốc không? Nè. Vậy là tới đây hết thuốc rồi. Hết thuốc rồi đúng không? Cho chị Bình đang biết thuốc đi. Thôi nè, quăng nè. Rồi, chạy lên. Ông nghĩ sao vậy? Rồi nè, vô đi. Ông đưa thuốc cái gì vô, hút vợ, hút tao hay gì? Chị Bình Đăng. Thôi. Chị Bình Đăng còn chưa nhảy qua được nữa kìa. Trời, quá. Tôi hút vợ rồi. Ô, cái này, từ từ mấy bạn. Quá dễ.
Ôi em ghét mấy cái này ghê luôn á chị Bình Tài. Quá dễ. Dễ lắm chị Bình Tài, dễ dễ. Trời ơi quá dễ luôn. Rồi nè qua phòng mới rồi nè. Trời ơi cái miếng này dễ ăn nè. Mèo 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 nhìn đằng kia kìa mèo, bạn cũ kìa. Trời ơi chuyện cũ mình bỏ qua nè. Trời ơi dễ đấy, dễ lắm, đừng có chạy ở giữa chạy bên hông đi. Nè nó cứ chạy chéo luôn nè. Ê cái này sao mèo? Ủa cái này căng quá ta. Trời trời, vậy sao chơi trời? Tôi chơi được. Wow, quá dễ. Quá. Mình có cách này nè chị Bình à. Ừ đúng rồi. Wow, wow. Không có tác dụng gì bên đây. Không mình quá. Để coi. Ê, rồi. Ê. Không có kịp. Bây giờ mình canh cái này nè, vừa lú ra một phát là mình nhảy liền các bạn ơi. Nhưng mà khó okay. Quá. Làm sao mà canh được khi mà nó vừa lú ra? Trời ơi. Nhảy trước khi nó lú luôn mèo. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Có lên chị Bình ơi. Chị Bình ơi, chị nhảy một cái rồi chị bay lên tới đây luôn chị Bình ơi. Nhảy một cái rồi. Nhảy rồi. Bay lên nè, nói không? Được rồi. Lấy cái cây này phóng mèo ơi. Ủa cái cây này quen quá. À, phóng cái bản này vậy ạ. Mở cửa ra nè. Ủa tôi phóng hộp luôn mèo. Vô lẹ. Đóng cửa một cách cấp tốc. Ủa cái này thì sao? Lặn xuống dưới. Không có lặn xuống, bơi lên. Bơi vô thác nước này nè, chỗ này có chỗ đi lên nè. Từ 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 cái chỗ này. À đây 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 vô được rồi. Bơi lên thác này hả? Bơi vô. Ờ đó vô 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 chị ơi. Ở dưới này chị thấy có cầu thang nữa nè. À đây 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 chỗ này nè, lên cầu thang ở chỗ này trèo lên. Ê có khi nào mà đi là chỗ cũ không mọi người? À tôi thấy giống nó y chang lắm mèo. Chắc chắn. Quen quen. Ủa mình đi lạc hả ta? Ờ để tôi thử phóng coi nó có vậy không. Thì nó vẫn hiện lên nữa nè. Nhưng mà hiện lên đường nào? Bên này. Bên này khác mà mèo. Tờ á tờ. Dạ cái chỗ này nó khó bắt cua hơn. Chỗ nó khó bắt cua. Chỗ này khác được. Tưởng đâu đi lại đường cũ là thấy bà luôn. Đó là tôi phóng rồi mèo, nhảy đi mèo. Trời ơi tờ sao nhảy qua ta. À đây nhảy được, đây nhảy được nè mọi người nhanh lên. Tôi nhảy xong rồi nè. Quê. Rồi xong. Ok rồi. Chị Bình ơi, chị phóng đi. Để em phóng thử nè, để em phóng thử cái này nha. Không được đâu để chạy. Đây. Chị phóng chị Bình à. Đó là. Đó rồi. Bắt cua chị Bình à. Nhảy qua nhảy lên, nhảy đi. Rồi sao rồi? Bà bơi qua. Chị Bình bơi lên em nắm tay chị em lôi lên chị Bình ơi. Bơi lại nhảy lên rồi sao? Đi nãy giờ làm cho đi chân lại. Xong. Cái này quá đơn giản đối với tôi mèo ơi. Ngồi xong chị Bình từ nhưng mà nó sẽ là cái thứ mà khiến em ghét nhất chị Bình ơi. Trời ơi, nguy hiểm quá đi thôi. Ok nhảy lên. Chị Bình cố lên chị Bình. Cố lên. Rồi xong rồi. Đây đây nè. Rồi đi vô mọi người. Ba ở đâu vậy nữa kìa. Rồi đi qua hướng này. Cái này bên đây là gì vậy? Cái này cái gì? Trong gai mèo ơi, vừa qua trong gai nữ hắc mèo ơi. Đúng rồi. Trời ơi. Oh my god. Ôi nó thật lên kìa. Từ từ xuống đi cưng. Nhảy quá. Bắt cung quá đơn giản mà. Bà bên đâu bắt lại bắt cung. Rồi nhảy qua chạy qua chạy qua chạy lẹ 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 lẹ. Rồi nhảy ạc. Nè qua đây nữa mọi người bắt cua qua. Tờ ơi vậy ạch luôn hết rồi. Tôi không hiểu sao mà mày nhảy gì được luôn nè. Nè mèo để tôi giúp mèo lên nè, lên được này nè mèo. Tao. Lên chị Bình Đào, lên. Ừ vậy chị đi, vậy đi cho dễ nè. Tờ cái này mà chậm một cái nó thọt một cái. Nè nó cũng thọt. Nó thọt một cái lủng lỗ luôn mọi người. Nè bây giờ là bên này mèo ơi. Trời ơi là trời, tôi biết cái chỗ này rồi nha. Quá dễ mèo ơi. Bắt đầu biết cái cục này kinh khủng luôn á. Trời ơi. Làm gì đó mà nhím dữ vậy. Tôi thấy cái này dễ. Ôi. Ôi. Ôi chị đừng thầy. Tới đây có đường này nè mèo ơi. Ủa gì kỳ vậy mọi người. Tới đây có đường này nè. Trời mèo ơi. Thôi dạ. Cố lên mèo ơi. Trời em sẽ nào. Em sẽ là người giải cứu cái chỗ này một cách chân chính là chị Bánh Đá ơi. Hay quá mèo ơi. Tẻ đi mèo ơi. Trời ơi. Trời ơi. Công nhận lần này mèo mua giỏi thiệt luôn. Mép nữa tôi bị nó sọt xiên đít rồi mèo. Thấy chưa tôi nói đâu. Nhanh lên nếm hồi tư à. Nha. Ủa. À cái này là nó từ từ mấy bạn chứ nó không nhanh như mấy gần kia nữa rồi. Chạy qua. Chạy qua chạy qua. Rồi cái này cắm đầu nhảy xuống. Nhảy xuống rồi. Đảm bảo nhảy xuống chỗ này là chui chỗ bên này. Không là chết mèo. Ok rồi lặn nhanh lên lặn nhanh lên. Lặn nhanh lên không là chết. Chui xuống. Đừng nữa hả? Đừng để chúng ta đừng để cái gì nó bị dướng một cái là chết liền. Hết oxy. Hết oxy. Hết oxy. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Trời ơi. Trời ơi. À lên được. Lên. Chị tặc. Ôi á. Trời ơi. Lên rồi. Em cũng bị cái chỗ quỷ nào nó kéo đi. Trời ơi, em tặc rồi chị. Lên. Ok, mừng quá. Rồi. Mừng quá. Đi đâu rồi ta? Tiếp tục mày ơi. Từ nãy giờ thấy chỗ này hoài luôn nha. Cái chỗ này nó sao mà làm thì hoài á. Rồi. Chị Bình qua đây chị Bình. Phóng nữa. Qua liền. Đó. Cái màn hai này á là tôi thấy nó khó hơn màn một chứ hay nói mà nó dễ hơn vậy. Trời ơi, tôi thấy gì chứ nó dễ ùi kìa. Đó, bắt cua đi. Trời ơi quá dễ luôn mèo. Dạt quá. Trời ơi, chị Bình qua chị Bình. Trời ơi, chỗ này nhảy được rồi nè. Chị Bình còn làm được nữa. Trời ơi, qua đây. Nó tiến bộ chứ. Không biết hồi mình còn quách con nào thằng nào nữa không trời trời. Đây. Bên này hả? Bắt qua mèo. Cùng đây mở ơi. Dễ nè chị Bình ơi. Dễ ăn. Ô my god. Tới đâu đây? Xếp hình. Rồi, trò chơi xếp hình. Mèo ơi, nó nói là cái chữ nào hiện lên là mình nhớ mấy cái chữ mà hồi nhớ nhớ mèo. Tôi nhớ cục này, hút nhớ cục nào đi. Nhớ cục này. Rồi, cục này. Rồi, xong. Rồi, cục này nữa. Chết cha,
chắc chắn. Giống là mật mã điện thoại vậy đó mèo. Thứ tự, 6 thứ tự hả? Ok, vậy là cái này là thứ nhất cái nè. Cái này thứ nhất, cái này thứ hai nè. Cái thứ hai, cái này thứ ba. Cái này thứ ba hả? Không, cái này nè. Rồi xong mèo nhắn đi. Đó, rồi tới cái này nè. Trúng y, đảm bảo trúng. Rồi trúng xong mở cửa mèo. Để tôi nhắn lại cho cái này thứ nhất nè. Đó, tao thấy chưa? Tao wow, vậy cũng là nhớ nữa. Né ra, né ra, tôi nhớ cho nè. Thằng này hai là thằng này. Một nè. Nè, đó đó 1 2 3. 4 5. Mày nhớ đâu ra tới 6. 6 ký tự làm sao tôi nhớ nè. 1 2 2 nè, 3 nè, 4 nè. Chỉ chính giữa. 5 nè. Ở dưới, ở dưới. 6 là dưới này phân là 6. Đó. Ồ, vậy là mèo hay quá mèo ơi. Trời ơi. Vậy bên đây mở cửa, mở cửa rồi nè. Cái đầu lâu. Mở cửa, mở cửa. Ủa đầu lâu mới chút nhất hay gì? Trời ơi, trời mở cửa bên này hả? À, trời ơi nó mở cửa bên này mèo ơi. Nó nghe mình tiếp. Nó nghe mình tiếp vậy bên đây. Bốn cái này nó chơi. Nó cứ canh, nó cứ canh nó nghe mình không à mọi người. Nói chuyện mới nói. Yeah. Ui. Ok, chắc cái này quá đơn giản rồi. Mình là mấy cục bột. Chắc cái này thôi. Thấy cái mạng là dùng liên quan. Chị Bê Đa. À. Sẵn sàng cho vòng 2 vậy Bê Đa. Tân ơi, tân. Ê, vậy nè mèo. Chà, chưa, chưa, chưa. Mày nhảy chéo vô luôn mèo, đừng có nhảy lên cây mèo ơi. Trong mình nha. Nhảy chéo vô luôn. Tân. Gà, ủa? Quá gà luôn. Sao ông nhảy được? Ủa giá? Sao ông nhảy được mà tôi với Bê Đa nhảy không được? Trời ơi, tân nè, nhanh nè, nhanh tôi nè. Ôi. Nhanh tôi nè mèo, nhanh tôi nè. Ông nhảy cái nào, ông nhảy cái nào mà ông nhảy chéo vô? Nè, vậy à, rồi. À, trời ơi, quá đơn giản luôn. Tôi nhảy một lần là vô. Rồi, chịu đa, đơn giản vậy đó. Trời ơi, mèo chị Banh Đa núp quá trời núp luôn. Em ghét cái này nha. What? Em mới té xuống hả? Em vừa mới đứng đây rõ ràng mà nói chưa. Nè, tôi nhảy qua nè mèo, quá dễ luôn. Chị Banh Đa, cái này đơn giản. Thôi. Cố lên chị Banh Đa. Tôi có 2-3 lần. Cố lên chị Banh Đa. Cố lên chị Banh Đa. Cố lên. Cố lên. Nhìn. Ồ, chị Banh Đa. Đã vô được rồi. Vô. Ú, gì đây, gì đây, gì đây. Gì nữa đây. Đâu đâu, thằng nào đâu, ra đây. Đây đây, nè, nó có bao nhiêu này. Công nhận. Ôi, chúa ơi. Ôi, mấy bạn ơi. Mấy bạn thấy cái video này của tụi mình hay, mấy bạn nhớ nhấn like cho tụi mình nha. Chứ nãy giờ tụi mình đi muốn điên cái đầu trong cái chỗ này luôn á. Xay đầu, móc đầu nè. Chơi. Ôi, mệt rồi, tụi mới xay đầu được. Bây giờ bắt cua nè, mèo ơi. Bây giờ mình sẽ bắt cua qua dấu chấm than các bạn. Tiếp tục đi qua ngôi đền thứ hai. Chết chưa? Cái này là mình đang giải phóng mấy cái ngôi đền của. Cái gì vậy? Ủa? Mèo nhảy hụt á. Không ai chết mà chị lên đây hả? Trời, em thấy bà nói bà chết cho bà lên rồi, bà hỏi ai chết rồi là bà lên kìa mèo. À, rồi sao? Nói chưa mèo, mèo gà, gà quá mèo ơi. Chị có vàng hết. Gà, ôi gà đẹp cười, gà. Ôi con gà công nghiệp mèo ơi. Con gà công nghiệp, ông mới là con gà công nghiệp á. Con gà công nghiệp nè, té nè. Nhảy đâu ta? Nhảy qua bên nào gần nhất thì nhảy bên đó. Ok, nhảy qua bên đây. Đó. Dễ vậy mà nhảy không được. Dân. Mèo là gà công nghiệp. Gà công nghiệp. Nè té nè, ngang té nè, xô cho té. Ui, đâu phải chị Banh Đa đâu. Mèo, giờ con vịt công nghiệp nè mèo. Vậy vậy, từ từ. Mấy bạn coi cái series này, mấy bạn thấy mèo này bắt cua giỏi lắm rồi đúng không? Thôi cho bà Banh Đa qua đây tôi chờ bà bắt cua xong là mấy bạn fan thiệt chứ coi hết clip. Rồi tôi vừa bắt cua tôi vừa xem vòng nè mèo. Ủa ông làm gì vậy? Nãy ông đang đứng bên này, ông lại bắt cua xem vòng cho mèo coi nè. Ông rảnh quá bắt cua xem vòng. Đó. Tôi đi, hai người lại cái làm tôi đi. Không vô trong này hả? Chị Banh Đa ơi, chị đi phải. Cái này phải vô trong này không chứ hết, tại vì chỗ này tôi thấy có một đường một duy nhất à. Ai sao tôi bắt cua vậy? Nó cho tôi lên chỗ này nữa. Ai kêu phá? Ủa chị Banh Đa bắt đi đường nào ta? Nè, bà đi đường vòng này đó. Nè, bắt lên đường kìa. Ê, sao bà đứng ngay cục đá lá đó được vậy? Sao biết hồi nãy mình không đứng đó trời? Đứng lên, nào lên. Chỗ này nhảy xuống. Oh my god, lặng lẽ. Ui, phải rặn qua khúc này nữa. Cái này đúng đường không ạ? Chị Banh Đa, chị Banh Hồng, chị rặn một hồi nó không được chị Banh Đa. Ôi, cái này mình đi đúng đường không? Đúng rồi. Ôi dao da rồi. Chết. Tôi tháo xe đi mèo ơi. Ôi. Nghe tạc tạc tạc. Tôi. No, kịp đi. Ôi, tôi sẽ chết. Mừng. Ủa mày chết chứ mèo. Còn khuya bạn ơi, mình qua rồi bạn ơi. Hai người chạy quá rồi đấy chết mèo ơi. Đây, chỗ này nó kêu mình sẽ đi ra ngoài đây. Bắt cua lên lá hả? Đúng ta. Hy vọng là mình bắt cua đúng. Á, đúng rồi. Á, trời, cái này đơn giản. Trời ơi, trời. Chị Banh Đa đi chưa? Đi cái gì đâu mà chậm chết. Chậm như con rồi đó, tôi đi. Là lại mèo nghe không? Nghe tội nghiệp bả mèo. Bạn nào thấy tội nghiệp chị Banh Đa comment cho tôi biết nè. Tôi nghe bình thường. Điểm chết cái này đi đâu ta? Từ từ, cái này nè mèo. Cái này lên đây nhảy xuống cái lỗ đó nè. À, hiểu rồi. Rồi lại tiếp tục lặn dưới đó gì ta? Bật. Lặn tiếp mèo ơi. Lặn tiếp. U xuống xuống. Từ từ, chị hẳn là lặn luôn á. Cái màn hai này đi thì chứ nghe nó mệt mỏi. Màn hai này là màn của sự lặn chị Banh Đa. Cái màn đâu mà chui, cái mấy cái kẻ này chứ không có được. Ôi chết rồi, lẹ. Chết. À my god. Oh my god. Mèo mèo ơi. Lấy không khí đó, không khí. Mày bị tặc rồi hả? Tôi lấy không khí rồi. Tặc mẹ chứ ai. Mèo mèo lại đây nè mèo. Từ từ. Nhanh. Mèo lên đây. Đâu. Nè, thở. Đi. Lên đây lấy không khí. Cái gì mà cứ nó nhảy xuống hả? Nó có cái bong bóng nó hút mình xuống á mèo. Trời ơi vậy hả? Bà Banh Đa này bắt công nhân bánh lì thiệt mèo ơi. Lấy không khí đi rồi, đi tiếp. Chị không sợ là bị gì luôn hả chị Banh Đa? Ê này tôi đang sợ từ. Bố tôi đang bánh lợi, tôi đang đi tiếp hả? Đi tiếp mèo ơi. Cái chỗ lặn này khó ghê luôn các bạn ơi, nên là phải lặn khó lắm. Ôi, ôi da, tôi tặc nữa rồi mèo ơi. Lấy không khí nè, thôi mèo ơi, tôi ra đường nè.
mình ngưng lại biết đậm nghĩ mà lấy không khí được. Mèo, tôi đưa mày ra nghe. Tự đi ra đi, tự đi ra rồi có không khí đủ rồi mình làm tiếp. Trời ơi vậy anh hả? Thấy dễ chưa? Nó dễ dễ dễ. Dễ không mèo? Chị cũng thấy dễ nữa. Dễ lắm. Trời ơi, đối với tôi là quá dễ luôn mèo. Trời ơi nè, mình lên, lên, trời ơi, ra rồi chị Minh ơi. Xong, tôi không phải mình ra đâu. Bắt cua trên lá mèo ơi. Trời ơi. Đi nè. Mấy bạn ơi, cái đợt thứ hai này mệt thiệt luôn, không biết ngồi qua đợt thứ ba nó ra làm sao. Ôi, tới chỗ quái vật mèo ơi. Tới không? Tới chỗ kho báu rồi nè. Ok. Không có sao, không sao, bắt cua mình không có sao. Lội đại quá, nó chết nhầm nhiều ơi. Lội đại đi. Tết kìa kìa. Bạn ta. Ủa, bạn anh đi hết rồi. Rồi. Wow, mày. Ở đâu ở đâu ở? Chắc là bài mèo ơi, chắc phần này là bài á. Bài hả, bài hả, bài. Chị thấy bài á. Ủa gì vậy? Rồi xong rồi kìa, chào mừng đến với thứ mà mèo ghét nhất. Ôi, trời ơi, bắt cua đi mấy cái này. Dễ quá dễ mèo ơi. Quá dễ quá dễ. Ôi, có một con đường bí mật ở trong thác nước mèo ơi. Dạ 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 dạ. Cho tôi lên đi, tôi ghét cái này kinh khủng luôn á. Cho mèo lên này nghe. Ok. Để coi là chị Panda, Panda còn tự cố gắng được. Trời ơi, chạy không qua được nè. Nè, con đường bí mật trong thác nước mèo. Ok, vô trong đây, trời ơi. Wow, hy vọng là mình sẽ gặp một con quái vật. Đây đây. Cái gì vậy? Cách nào mở cửa ra? Đầu xương. Ôi trời. Ôi, 2/4 quái vật chim. Không, coi đâu phải quái vật đâu. Nhiều khi là con là tôi thấy nó hiền mà. Nhiều khi con này con chim mình cưỡi được. Đúng rồi. Thấy con chim này là nó đang ngủ chị Panda. Bây giờ mình ăn cắp trứng của nó. Ăn cắp trứng vậy hả? Má không, ơi. Không phải giỡn thôi chứ, mình phải đánh nó chị Panda. Tao không có đánh đâu. Tôi nghĩ con chim này nó sẽ chơi với mình. Nhìn dáng vẻ nó có vẻ như là không, nó không, là người tốt. Không, nhưng mà chị không thích chơi với con chim. Nó là người tốt chị Panda. Ủa, phải không? Nó bay cái gì vậy? Lông của nó, lông lụm lông lụm lụm. Ủa, nó có được đâu? Không lụm được hả? Kì lạ, nó bay đâu rồi? Giờ tốt đó nha. Kim ơi, Kim ơi, Kim, em mến Kim. Cả đời này em chỉ thích Kim. Mình ráng sống. Kệ, mình phải lụm 15 cái lông mèo. Lụm. Đi mất rồi. Lông ở đâu? Nè, tôi đang lụm nè, tôi lụm được 8 cái rồi. Rồi đây lụm 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 lụm. Chạy lên lụm lông mèo. Trời ơi, bà nội này bay rụng lông tùm lum quá. Mình phải lụm 15 lông, nhanh nhanh chân lên trước chân qua trở lại. Mệt á. 10 cái rồi, 10 cái rồi, còn cái nào nữa, còn cái nào nữa? Đẹp tiền rồi mẹ ơi. Cái lá cây này có lông nè. Lụm nó, lụm nó, lụm nó. Trời ơi, tôi hình như là hết lông rồi. Hết rồi, không có đủ. Nè, 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 trên này nè. Lông trên cây, lông trên cây. Trên này nè. Từ từ, bà nội này bay mà nó rớt. Sao mày lên được vậy? Thì có gì leo leo lên. À, bên này, bên này. Mà chị không biết lên bên đây, rồi khoan ăn ở trên này tôi lụm lông cuối luôn cho mèo. Cái lông cuối mèo chảy ra ở đâu tôi lụm cho mèo. Ở đó đó, đâu đó đó. Ủa không có hả? Vậy nằm đâu ta, nằm đâu ta? Tôi không biết ở đâu lẽ đi ngồi bên kia lên nhanh lên. Ở trên cái đệm kìa, trên cái đệm nè, thấy không, thấy không? Ở đâu? Thôi ở trên đệm lên trên luôn. Đây đây tôi thấy. Trời trời cao quá vậy. Trời cái chỗ này khó bắt lên nữa lên nữa đúng rồi. Rồi trời đi lụm lông bà nội đó mệt. Trời lụm chắc lụm lông làm cánh mèo, lụm lông làm cánh cho mình bay á. Ủa chỗ này nè mình có cánh rồi kìa mèo. Bay được nè. Ủa cái gì vậy, cái gì vậy? Thôi em chơi chỗ đó. Ê, tôi bay mèo. Trời ơi, đã mèo bay quá. Đẹp. Muốn là cơ trưởng. Wow. Trời ơi. Chỉ một người bay thôi à. Một người bay thôi. Kìa, sao ta? Thằng này nó sao? Ý, mình sẽ được bay cùng với con chim này. Bay với cái vòng nè. Chắc mày đâu. Bảy, em thích đi, thích đi bay luôn. Mình sẽ cùng bay lắm. Em nhảy. Chúng ta sẽ cùng bay lắm nha. Hình như con chim này sẽ huấn luyện mình bay á mọi người. Nó sẽ là thầy của mình. Thấy chưa, tôi nói là người tốt. Chị khỏi cần huấn luyện, chị cũng bay được. Nó là quái vật chim chứ mèo. Quái vật chim vậy nhìn ta hiền lương thục đức thế kia mà nói ta là quái vật, nghĩ sao vậy? Hôm nay đó, là đó, cánh chim mà mèo. Ôi, ơi. Ôi thương quá à, nhìn thấy cưng quá à. Ôi. Ê, sao sao mình không bứt lông nó mà phải đi lượm lông ta? Ừ ha. Nó bay đó mèo. Ông bứt lông của nó hồi nó chích đâu. Ủa mình bay được chưa? Cái lông rụng là lông già. Bay được rồi mấy bạn. Được được, tôi bay giỏi mèo ơi. Rồi, chị Panda thua rồi kìa, chị Panda chậm quá. Bay chị Panda, chị đứng đây đi, chị đứng. Vậy hả? Chị bay mất công. Rồi bay được phải không? Bay được, chị Panda, chị cho chị bay trước á. Ủa tao nghe được hết. Để sao? Sao? Bà Panda có làm hồi chị mệt quá nghỉ dạy luôn. Chị nó bay đúng chồng nha. Chị Panda nữa. Ok, bây giờ mình sẽ thử lại một lần nha các bạn ơi. À, giờ ông thử một mình đi chứ giờ là nguyên team mà chỉ có trông chạy vô mình năm thôi. Nè, tôi đang bay nè mèo, tôi cố gắng hết sức nè. Ừ. Đó, tôi bay sát gắt vậy nè mèo. Mấy cái vòng nó cho thời gian ngắn muốn chết luôn á. Cho thời gian ngắn nhưng mà mình phải bay sát. Trời ơi trời, vậy sao thắng được ta? Mình thấy cái này nó bị gì mấy bạn ơi. Nhưng mà nó cho mình thời gian bay mà quá ít như vậy làm sao mình bay vô được ta? Mèo thấy cái đít đằng kia không mèo? Đó cái đít đó mấy bạn. Đó mình sẽ bay xuống tới dưới mèo ơi. Trời ơi thằng Linh ơi. Cố lên. Một mình tôi bay thôi. Lên. Cái này mà tôi chị Panda vô chắc bay một cái. Trời ơi mèo, chị Panda bay tới tháng sau mèo ơi. Bay tới năm sau. Trời ơi tôi hết là tôi là cơ trưởng mèo, bay nhanh lên ơi. Cố lên. Cơ trưởng bay nhanh lên, lên. Bay gì tôi bay đi. Cho mỗi cái nó chỉ cho một giây mấy thôi. Trời ơi, một giây thôi mèo, mỗi cái chỉ cho có một giây 50 thôi á. Chưa đầy một giây thôi là bắt mình phải bay qua khỏi cái vòng đó mọi người. Đây là chuyện quá khó mấy bạn. Dạ, kêu con chim nó dẹp luôn đi, nó nghỉ dại luôn. 3, 2, 1. Tôi làm được mèo, tôi làm được. Tôi bay nhanh hơn nữa, tôi sẽ bay nhanh hơn nữa, bay nhanh hết sức luôn. Dừng hơi, để bay ra.
nhanh lên. Ơi, cả ngàn lần. Từ. Nhanh. Nè, bay nhanh lên, Cái chỗ này, nó nối với cái chỗ này nè, đó. Tôi bay được nè, tôi bay được. Tôi bay được. Nhanh, bay được. Nhanh lên, quẹo qua, cắm đầu xuống, nhanh lên. Lần nữa giờ tao đảm bảo mày tao bắt cái ba cái lông trên đầu của mày nha con chim, tức quá tức. Con chim này là con chim ma mày ơi, tưởng đâu là nó cho bay tự do khoái muốn chết. Khoái muốn chết, thấy bay mừng muốn cho chết. Cho cái kiểu gì đó. Mày mèo, qua đây rồi. Dây, ông nội ơi, qua cái đền thứ ba rồi. Ơi, ok, chúng ta sẽ đến với ngôi đền thứ ba. Ngôi đền này nằm trên bãi biển đẹp quá mày ơi. Sao nó bắt mình đi đường vòng hay nhỉ, nó không cho mình đi đường thẳng vậy ha. Ôi tội nghiệp bé rùa quá, bé rùa bị té. Ờ, con rùa bị té kìa, giúp đỡ nó đi. Mày giúp nó đi mèo, tôi lần này tôi nhường cho mèo giúp á. Cái đạo của người da đỏ này nghe bực mình ghê luôn. Ngồi dậy em, thấy cưng quá. Đây là yêu động vật mèo ơi. Đi vô. Yêu động vật nè, động vật trên biển mấy con rùa. Cái đền này với cái đền nữa là mình giải cứu xong bộ tộc da đỏ rồi mấy bạn. Mấy bạn thấy nãy giờ anh Hút á với tụi mình bay cực khổ các bạn nhớ hả la nhiều cho video. Trời ơi, tụi bay tụi bẻ cua muốn chết luôn mèo. Bay muốn điên cái đầu luôn các bạn. Nghe thì kiếp tức. Tôi phải gọi là tổ lái cực gắt mèo. Giờ này còn ấm ức á nha. Nè, bắt cua tiếp, lúc nào cái đền cũng vậy á mèo ơi. Lúc nào cái đền đường vào nó cũng nghe nó thẳng tắp. Ủa đây cũng im ái quá mèo. Mở cửa ra cho ta. Ở sau cánh cửa thứ ba này chúng ta có gì? Một cuốn sách. Ok. Đâu ở đây? Gì vậy? Rồi đó. Rồi nó nói chuyện rồi nè. Hổ thần hiện ra. Bà này bà gì quên mất tiêu rồi ta. Bà này là Ta La. Ta La. Bà này là dễ thần chứ không phải thổ thần mèo ơi. Dễ thần quên. Rồi bắt đọc xong rồi kìa. Thăng thiên. Mở cửa cho tôi qua. Ủa ra qua đánh năm mục tiêu mèo ơi. Năm mục tiêu. Ừ. Ok. Kìa. Cái bảng trong kia có đi vô được. Đây đi vô. Phải lấy cái giáo ở đây bắn mục tiêu mèo ơi. Thôi tao. Rồi dễ, mình tới ba người luôn mèo. Quá okay, dễ luôn. Tao phóng mày. Hình đó mèo ơi. Rồi giáo đâu? Ngồi lấy nhiều giáo để trong người các bạn ơi. Phóng mày tới kìa. Tụi mình dính hai cái mèo ơi. Có thời gian không? Ba cái rồi. Ủa sao ấy nó nghe nè, nó chơi nó nhảy liên tục mọi người. Tao bốn cái rồi, bốn cái thẳng rồi. Yeah. Ừ, mình đâu nó đâu có say rồi mình chỉ bắn trúng thôi. Bao nhiêu cái? Vẫn là 5 cái. 5 cái. Ôi lần này nó chơi được chéo rồi. Trời ơi. Ủa nó chơi vậy, chơi với nó mèo. Nó thần chứ hèn. Mày giống mặt. Trời ơi, 2 cái dính trúng 2 cái rồi, 3 trên 5, 3 cái rồi. 3 cái, tôi đúng rồi. Trời ơi, đúng rồi. Thôi. Bạn ba, hai đứa mình phóng trúng cùng lượt là tính là 2 điểm luôn mèo. Ok, rồi, cố lên mọi người. Thôi. Cố lên cả nhà ơi. Ôi, cái này nó chơi, gì nó chơi. Ôi. Mày đứng em thôi. Một cái tôi phóng trúng 1 cái. Mình đừng có nhắm ngay nó, mình nhắm. Đứng ngay nó. Ok, đó là mình phóng trúng. Mình cắn trước, mình cắn. Ok, tới. Em đi cái đầu với cái này quá chịu ở đây. Hai cái là rồi, không có cái rồi. Nó sàng lên, nó xê xuống. Nè, tôi canh trúng nè. Ba cái tôi với mày phóng trúng cùng lượt mày ơi. Không phải chị đâu phóng. Mình đã phóng rồi, chị đã giỏi như vậy. Ôi, tôi phóng được vậy luôn á. Rồi, còn hai cái thôi, còn ơi có thời gian mày ơi, còn 18 giây thôi. Đâu, 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 đâu. Có lên trời ơi. Nó hụt. À, thua. Trời ơi, hai cái đây còn 8 giây nữa. Giống mắt á. 8 giây nữa, đó. Một cái nữa thôi. Đi quá. Bà mẹ gì nè, bà mẹ gì nè. Trời ơi, xong. Cái này nó lăn nhanh đi quỷ. Trời ơi, có chị rồi, cái nữa. Ở đây dễ mọi người. Bây giờ nó tính 3 cái luôn hả? Ở đây dễ, chúng ta dễ rồi, ta. Rồi. Qua được rồi. Chị nhảy ra, lúc nó vừa mở ra chị nhảy ra. Nhảy ra chị ta. Cái lá cây quỷ. Lá cây chị nhảy là giữa đây đó. Đó, lên chị lên, lên chị lên. Rồi, sao bị cán luôn. Bà bị cán gì mỏng như tờ giấy luôn mèo ơi. Cố lên chị bà cán. Cố lên, cố lên. Đó, dễ rồi. Vui lắm mèo. Vô. Cái này sao? Ôi, xuống đây mèo ơi. À, cánh cổng thần kỳ của Doraemon. Mở cửa ra. Wow. Trời ơi. Rừng gai. Gai hả? Ui da. Ôi. Vũ, đau quá. Ôi, cái này là phải đi vậy rồi mấy bạn ơi. Đi kiểu khó lắm mèo ơi. Rồi, cái này là phải đi như thế này rồi. Ui. Sao hả? Giáp rồi. Lột giáp ra đi mọi người, lột giáp ra không? Không, giáp. Từ từ. Ôi. Ôi! Mày chen da mày chạy luôn rồi. Chơi lầy vậy mèo. Chị từ đó thôi. Mèo, nó tới bên này còn đường nè. Ủa? Mèo đâu? Ủa? Nó cởi rùa kìa mèo. Ủa? Tại sao nó kìa? Cởi rùa mình đi qua. Cởi rùa mình đi qua. Được. Rồi nào, ở dưới đây nè mèo. Đây.
Ngôi làng này có tên là ngôi làng rùa mèo ơi. Không biết gì làng hết. Làng cái rùa. Không biết gì không? Vậy. Cái con này khốn nạn thiệt. Nó mở cửa gai ra xong đi mất tiêu để cho mình đứng nó bị gai chích chơi vậy. Con mèo tính chơi chơi lầy, mèo tính chạy qua đống gai nữa, tôi thấy sợ. Nó tính dụ mình đi vô đó chứ gai đâm mình. Mình vô đây mình xin nó cởi rùa hả ta? Ừ. À lấy mấy cái này cho rùa ăn. Đảm bảo. Lấy đi. Lấy mấy cái này nè. Cho mèo lấy đâu ra mèo? Đặt nó lấy. Lấy nó không? Lấy ờ tôi lấy củ cải đúng rồi, rùa thích ăn củ cải. Rồi rùa rất thích ăn củ cải. Đây nè, đây nè. Cầm xuống, cầm xuống. Dưới đất kìa, đi theo cục này để cho nó dẫn mình đi đâu nè mọi người. Đây. Hái đi đâu, tôi nhìn. À, mình sẽ giải cứu mấy con rùa này, nó sẽ yêu thương mình, nó cho mình cởi nó. Nè, sao nó cởi mình đi đúng không? Nó mình cởi đó chị Bình Nga. Cởi đó chị Bình Nga, nghĩ sao con rùa mà cởi mình. Tôi dám động rùa. Trời ơi, cái này vô đây mình lựa rùa hả ta? Sao vậy? Nói rồi nè, bây giờ mới kêu mình ấp cái trứng đi rồi á, mình mới được cởi mèo ơi. Cách nào ấp trời? Cách nào ấp, cách nào ấp, có chỉ mình cách ấp. Nè, cái rương nè. Ủa, có rương, có trứng nè, có tên. Có trứng sẵn nè. Tôi sẽ đặt cho con rùa mình tên gì đây ta? Rồi mấy bạn ơi. Tôi, trứng rùa của tôi mèo ơi. Mấy bạn comment cho mình biết đi. Mấy bạn xem mình sẽ đặt tên gì cho con rùa của mình bây giờ, con rùa đầu tiên của mình mấy bạn. Rùa của tôi sẽ tên là bé lật ngựa. Cái trứng đảo vậy? Đó, trứng của tôi nè, ai làm trứng rùa của tôi nè nó. Ôi. Trời ơi trời. Ăn đi rồi. Đó. Quá, con rùa chỉ nở thôi nè. Con ba lớn vậy rồi nó có cỡ chưa? Để mày đeo tao, mày tao đi kiếm củ cải cho mẹ. Nó không thả tim cho ông rồi. Thôi vậy thôi đi kiếm củ cải mèo ơi. Thôi đi kiếm nhiều củ cải đi mọi người, chứ để thôi một hồi mình sẽ không đủ nè. Nè, nó chỉ nè, bây giờ mình phải đi lấy củ cải nè. Để thôi thôi mình không có đủ củ cải cho con rùa mình ăn đâu. Ờ củ cải gì đâu mà ít xẹo mèo ơi. Ừ kìa hết. Nè củ cải, ủa tự nhiên mọc ra nhiều nữa. Biết ngay à đó. Ở trong rương này giờ có quá trời củ cải kia mình làm ruộng nè mèo. Trời ơi trời. Trời ơi. Trời, hồi nãy tôi có trồng là hai cái kìa, giờ củ cải này là của tôi. Ừ, của mèo á. Ma lem. Tôi lượm cái này mèo. Lượm cái luôn, ma lem. Ê mèo, củ cải này tính ra nó nhanh lớn lắm mèo, mèo nhìn nè mèo. À, nhìn kìa, là thấy bỏ. Ôi, cái lá nó trông lớn lắm mèo ơi. Nhanh không? Nhanh. Trồng ra hết đi, trồng ra hết đi. Đây đây đây, có bao nhiêu hạt. Rồi hết hạt rồi mọi người. Để tôi lại tôi phá củ cải của bà Banda, tôi thấy bà Banda trồng nè. Thôi. Cái gì vậy? Chị có trồng được cây nào đâu. Bà là chị trồng là em sẽ phá gì Banda. Cái thằng này cởi rùa trong đây bực mình ta. Nó dặm hư hết cái mình rồi. Cho dày cũ mà đứng nó dòm hoài. Nó dặm ruộng cho hư rồi bắt mình đi trồng. Có tức không? Giải cứu cái làng này rồi mà phải đến cái chuyên mục làm ruộng cho nó nè mấy bạn. Thôi tôi thấy củ cải nó lớn lên từ từ. Củ cải của tôi nó lớn nhanh nhất mẹ. Nghĩa là nó ra rồi. Mọi người không đứng nhìn đi, cái củ cải lớn lên từ từ đã lắm. Ủa quá trời đã luôn. Đi ra. Đi ra nó đang lớn không thấy à, sao hồi chính chưa. Vậy đang lớn đây lớn thì thu hoạch nha. Con rùa này. Trời ơi. Đi ra. Từ từ con rùa. Tôi thu hoạch hết rồi mẹ ơi. Cái thằng này, ông có cách nào đưa cái thằng này đi ra ngoài không? Rồi tôi thu hoạch rồi, Đi mẹ ơi. Tôi có 9 củ cải luôn nè. 9 củ cải đâu đủ cho một con rùa ăn đâu ta. Mẹ có 3 củ, nhiều khi nó ăn 1 củ là nó đã yêu thương mèo rồi. Đúng không? Phải. Cái này là bắp cải. Chị sẽ ấp em ở đây. Ờ bắp cải mà, cái này kêu bằng bắp cải mẹ ơi. Con rùa của tôi tên là Sally nè. Ủa, con rùa tôi nó tên là gì vậy? Hình như cái bản tên này có tên sẵn rồi hết. Ừ. Ờ nó tên là gì đây? Lý sao mới cởi nó được? Chưa mèo ơi. Nè cho tôi xin 3 củ cải, cho xin 1 củ cải mèo ơi. Ờ phải cho nó ăn nhiều củ cải lắm á mọi người. Chứ phải cho tôi xin một củ cải đi. Tôi hết rồi, tôi cho con này của tôi ăn. Cho tôi một cái thôi. Tôi cho nó ăn hết rồi. Rồi vậy là tôi phải đi mò củ cải thôi mẹ ơi. Ok. Hồi nãy có ai trồng lại chưa? Nãy chị trồng lại nguyên hàng đó nè. Chị Banda này không minh như ta. Chị Banda trồng lại, hồi nãy không trồng hết. Tôi thiệt. Nè mèo, vô đây mèo. Hồi nãy tôi có nhiều củ cải lắm. Đây. Biết vậy hồi nãy tôi dắt cái con này của tôi á, tôi đi lại ngay vườn củ cải cho nó ăn tại vườn. Nè. Rồi. Tôi nghĩ là chín cái là thừa sức cho nó ăn. Mày không dắt nó đi được luôn hả mèo? Không chị Banda. Rồi, lớn hết cỡ cho cưng. Tờ. Rồi, con rùa của tôi nó bự như cái nhà rồi. Đâu, con rùa. Quá, wow, hết cỡ rùa rồi kìa, cho tôi đòi với cây. Con rùa của tôi nó bự như cái nhà. Củ cải ơi, cho thêm củ này cho chị ơi. Chân của ta hay khâm xuống mà lại củ cải. Rồi, mẹ lớn cỡ đi mẹo. Tám củ. Từ từ, em cho con rùa em ăn rồi nè. Mâm. Wow. Bự như cái nhà mẹ ơi. Cưng, đặt tên cho mày luôn, đi xuống đây đặt tên. Tên của cưng sẽ là Philippi. Của tôi là Sally, là tên là nghĩa là mai rùa, mai kiểu vậy. Ok, đúng rồi, cái này nó chậm như rùa luôn. Philippi có nghĩa là lật ngửa. Lật ngửa. Ừ. Tờ. Còn của chị Banda có tên là rùa. Ê, con rùa của mình thì nó bự hơn con rùa của ta. Ừ. Ôi, đi à, hùng hổ chưa. Mèo nhìn đằng sau lưng của mèo này mèo. Ngầu chưa. Hôm nay là mình tụi mình nuôi rùa các bạn ơi. Đây, các bạn cởi rùa trong Minecraft chưa? Đây. Bạn được cởi rùa trong Minecraft chưa? Cởi chưa? Rùa khổng lồ cởi chưa? Chỉ có team bên về tụi mình là cởi thôi. Rồi đi ra đi ra cái cổng nào. Làm coi nè, con rùa tôi cởi tôi dậm. Ê mèo kiểu gì bình thường tôi thấy tôi xấu quá luôn mèo. Mà giờ tôi cởi con rùa này xong là tôi thấy tôi độ đẹp trai của tôi nhân lên 1000 mèo ơi. Không thấy mình quá đẹp trai đi lộng đường. Đây giờ chị đây. Giờ có con rùa này là đi qua khỏi cái đám kiểm gai luôn mèo. Cởi con rùa nát cái gai nó luôn nè. Dậm nát cái gai chị đây. Thấy không mèo? Dậm nát. Mở cửa ra cho đoàn binh rùa đi vô. Trời ơi mẹ coi nè. Trời ơi, mẹ đi trước đi. Không, để tôi càng đó. Đây, đây, trời ơi, nó đã. Vậy mà nãy có con nhỏ nó cắm đầu, nó chạy thẳng vô bụi gai, nó chết.
tôi đi khảo sát thị trường thôi coi nè. Ôi càng đó đã mày ơi. Ừ nó đã. Ôi ôi mấy bạn hay đã mấy bạn ơi, nghe mà nó sướng cái tai luôn á. Ừ ơi ban thành nó láng xuống đường này luôn á. Nghe cái tiếng dặm cỏ mà sướng tai luôn á trời. Ui đây tôi dặm luôn cái bà này đâu đây. Tại nãy bà chơi xấu mình mấy bạn, dặm bà luôn đó. Bà biết rồi xong rồi chia tay rồi mày ơi. Ủa sao tôi còn cởi đi tới lúc này. Nè cởi được chị Panda. Cởi được, cởi được. Ủa vậy vậy mà là mình chia tay rồi mình chị Panda. Ủa rồi victory rồi. Bây giờ mình có cởi. Mình phải trèo lên trên đó mày ơi, chia tay rồi thiệt rồi. Rồi giờ phải đi bộ rồi. Bye bye Flippy của chị nha. Chút xíu nữa chị ra chị rước cưng. Rồi ok. Giờ sao trèo lên trên đó được ta? Cách cái đường này nè. À rồi rồi trèo lên, trèo lên kìa mẹ con. Chỗ này hả ta? Hả? Đây nè, chỗ này nè mọi người, lên mọi người. Trèo lên nè. Mở cửa nè mọi người. Vô. Vô. Mà này bà còn hơn dông nữa sao bà không tự đi đi ta, bà bắt mình đi cho chứ mệt. Đợi 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 mẹ vậy. Vậy thôi bà tự đi đúng không? Trong nhà anh trong bàn tơ mày ơi. Bàn tơ. Ơi ơi ơi. Queen boss. Con boss nữa mày ơi. Ủa một ngày em đấu với hai con boss luôn hả? Ủa gì vậy? Ngày hôm nay đấu với hai con boss luôn. Chưa mà. Boss đâu boss đâu? Kệ con nhện kìa chị Panda. Đâu? Nhện nè. Lên nè. Ôi ơi. Làm gì không mình săn nó, mình săn. Nó có nguyên cái cọng dây nhện trên này hay ớn mèo. Mày có thả con nào xuống nữa không? Hồi nãy tôi thấy nó từ trên đó nó rớt xuống. Ừ nó từ trong cái đống nhện nó tuột ra nè. Ghê quá hả? Ơ thiệt luôn. Mày trời lên nè. Tao còn tỏi lên luôn. Chúng ta hãy ở bên nhau đi bạn ơi. Trời ơi. Điểm trời vậy mày. Ui nó bật lên từ lưới. Ghê quá. Mình đứng trên này đi, nó sẽ bò lên tự động kiếm mình hả? Mày đi kìa. Ghê quá. Đáng sợ quá. Thật là đáng sợ quá. Ê bây giờ mình có tìm cái này. Ê mèo chạy vô đây mèo ơi. Phải không dạ? Không biết nữa, mình chạy vô đây mình kiếm biết nào mình đốt mấy cái này mèo ơi. Mày con này dễ đánh nè mọi người ơi, mình đông người mình không sợ nó. Mày sao mình sợ nó đúng không? Lấy được mắt nhện mèo. Ghê quá. Mắt nhện này là dụng cụ để làm bộ giáp mới của mình đó. Phải không? Ừ. Coi bả giật lợn nè, y như cái viên đá bữa vậy đó. Ê hút. Gì mèo? Ông với bả chắc phải là nhau vậy mắc cười lắm rồi. Tôi là bả đó mèo. Xích cái đầu ông ra, cụm đầu xuống, cụm đầu xuống. Trời, thấy chưa? Bả lấy mắt nhện mình rồi. Nè mèo, coi tôi với bả nhập lại nè mèo. Đâu đâu đâu. Mẹ tôi đang đeo mặt nạ nè. Hello. Hello, hello. Xin chào mọi người, tôi là Deadpool đây. Ôi, bạn là chuyển tôi đeo cái mặt nạ này đi. À, đúng rồi. Thôi đâu, để cái mặt của ông đi chứ đeo đây mặt nạ sao ta biết. Ê, hình như mình hoàn thành cái ngôi đền thứ 3 rồi mọi người. Ừ. 3 trên 4 rồi đó. Ừ, vậy là hay quá trời luôn mèo. Okay, không ngờ là mình đã hoàn thành một ngôi đền trong vòng một tập luôn mèo. Ơ, cái công nhân mình đi lãnh thưởng hả? Ủa sao cái đền này nó đơn giản quá vậy? Ôi, ôi. Trời, 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 mèo ơi. Má ơi, mới nói đền đơn giản. Rồi ta vô đứng lâu nhất. Ôi, làm đứng tim luôn. Ôi, sao rồi? Đâu có vụ gì mà đơn giản vậy. Có chuyện nào mà dễ vậy. Ôi được chị Panda. Hai người thôi quýnh lộn đi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tiếp nè. Bắt đầu. Có lắc đầu lên đầu thôi, lắc đầu. Rồi, ê bây giờ á, mẹo lên trên này nè. Lần trước là mình tới đây, mình nói chuyện với cái bà điều tôi. Bà mẹo lên trên này mà. Cái vậy? Ủa trên này hình như hết được cùng rồi. Không phải, nói chuyện với bà dạy thần, bà dạy thần mới kêu ra thiền đi rồi. À vậy hả, vậy lên thiền đi. Rồi bây giờ chúng ta đã có đầy đủ ba chiếc thiền rồi, lên đường đi thôi nào. Trời ơi, đã quá trời luôn. Chắc là mình phải chèo thuyền mon men theo cái con suối này mấy bạn. Chắc vậy rồi. Một hồi trời, ở dưới nước tôi thấy có cái gì đó nó lấp la lấp lánh lên đó. Con cá mèo ơi. Tôi thấy như là con cá bóng đèn đó chắc. Không phải là chị Minh Na. Không phải cá bóng đèn đó, chị Minh Na đó, cá bi ra nhà đó. Cá bi ra nhà. À đúng rồi, đúng rồi, chị tính con cá đó đó. Trời ơi, cái hành này nó cá bóng đèn nó kỳ lạ mèo ơi. Cái này mình có phải đi đúng đường không ta? Tôi nghĩ là đang đi đúng đường đó mèo. Hơi xuân mèo. Sao em cảm giác như là mình đang sắp đi sai đường á mọi người. Nhưng mà chị thấy cái đường này dài chắc lắm rồi á. À tới rồi, trước mặt nè, đây. Tới chưa, tới chưa? Trời ơi, cặp bến liền. Đâu? Chỗ này, cặp bến vô đây. Đó, em vô tới rồi nè. Vô. Cặp bến chị cặp bên này. Cô gia trèo lên, bơi lên, để em bơi lên cái đã. Bơi lên. Đánh. Ôi da, em tông trúng thuyền của ai rồi. Lèo lên, rồi, lèo lên. Ủa, chị trèo bên đây. Nhiệm vụ của mình là phải tìm đường thoát khỏi hang mèo. Bên nào trèo cũng được. Cái này chắc đi theo cái chỗ này là thoát khỏi hang thôi chứ cần gì phải nhiệm vụ trời nè. Cái này dễ, cứ đi lên cao hoài là được. Trời ơi, cái hàng này là dễ nhất luôn. Đi dạt rồi mọi người. Trời ơi, nó dễ như cái bữa. Hình như á, cái lần nào mà mình nói dễ vậy là hồi vô trong sâu mình cũng bị hành đó mọi người. Đấy, thì không đâu, kè lên cao nữa là được. Tôi nghĩ là thoát khỏi hang. Chắc là mình hết cái map thứ ba để hết cái ngôi đền thứ ba để từ từ. Giờ là chắc là cổng ra của ngôi đền. Cái này thường á là khổ trước xuống sau, bây giờ là chị nghĩ là phải không? Giờ rồi đó. Cái này giả lập leo thang mình ơi. Cái gì mà leo hoài vậy? Cái chỗ này nó cao dữ vậy mày ơi. Giả lập leo thang mọi người. Ra rồi. Đừng có sập nữa nha. Hang, hello khỉ. Hello mấy khỉ. Trời nhìn thấy mấy cưng quá. Ngồi nó dập nước kìa. Băng lỗ đầu em rồi. Ôi bên này là cái gì mẹ ơi. Đây, Tala hiện rồi. Hello Tala.
có vẻ như mình đã thoát khỏi hang và đến bờ biển rồi. Có vẻ gì trời? Tìm ngôi đền, mèo ơi. Đền trên mặt. Đi theo con đường và đi tìm ngôi đền. Đó là cái này nó có chuyện mắc cười luôn á. À vậy là mình ra được ngôi đền thứ ba rồi đó, mình đang đi đến ngôi đền thứ tư nè. Vậy là mình sắp về nước rồi mèo ơi. Có bốn ngôi đền nè. Bốn ngôi đền, không biết ngôi đền thứ tư mình có thể vượt qua được trong một lần một luôn không? Trời ơi, ngôi đền thứ tư là tôi là bờ rồi mà mèo tôi có thể vượt qua được. Nếu như những bạn fan mà thả cho mình 100.000 like cho video này thì chắc chắn mình sẽ vượt qua cái đền thứ tư. Mày tấn công sau lưng. Ủa tao biết gì không? Tôi say tôi thấy mà bên ta tôi giả bảo tôi còn hô mày nè. Nó tay chỉ cắn luôn vậy. Tại vì em lạc đạn đó chị bên ta. Cái gì đây? Đây, một cuốn kinh thư. Nó lại đọc nữa. Nó đang nói nè, đây là một cuốn kinh bằng đá với ngôn ngữ rất là lạ mèo ơi. Ê trong này hút, tôi cảm thấy khó hiểu nha. Mọi thứ trước mắt mình đều thấy rồi mà tại sao nó lại giải thích cho mình đây là cuốn kinh bằng đá nữa? Mèo, nó nói nè, ngôi làng này ở dưới nước mèo, cái đền này ở dưới nước. Mày nhìn nè, đây là lý do nè mèo. Đó, một cái ống thở được nói ở dưới nước. Bây giờ mình phải chịu ướt thôi mèo. Mấy bữa giờ mình chơi toàn trên bờ không, bữa nay nó cho mình xuống nước luôn các bạn. Phần cuối là chặt ở dưới nước luôn mấy bạn ơi. Đúng chiến rồi. Đấu với ở dưới nước luôn. Vậy mình sẽ chiến đấu với cá mập. Nó kêu là bây giờ đi xuống tầng dưới để xuống nước mèo ơi. Tầng dưới này á hả? Ừ. Wow. Lặn xuống. Đẹp chưa, sao thở đây? Mèo ơi. Ủa, sao tôi lặn không được á? À, lặn được. Wow, dưới này đẹp dã man. Lặn đẹp, đẹp quá. Trời ơi nãy giờ. Dưới này đẹp dã man mèo ơi. Có cái rương kìa, có cái rương kìa, ghé vô lấy không? Chết cha, mình đủ hơi để lấy cái rương không nha mọi người. Có cái rương nè. Rương chỉ chạy ra sắp hết một bóng rồi đó. Ờ, em thấy cũng sắp hết một bóng rồi. Trời, cái này đảo không cần thở luôn mọi người, đảo à. Mở cái này mở không được mèo ơi. Ủa sao kỳ vậy ta, mấy cái rương không mở. Thôi đi 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 mèo ơi. Wow. Wow, nguyên cái đền ở dưới nước luôn nè. Trời, đảo quá mọi người. Trời mèo ơi, là sinh tồn dưới nước luôn mèo ơi. Tập này là sinh tồn dưới nước rồi. Sinh tồn dưới đáy biển, đẹp quá trời đẹp luôn. Cái đền này bây giờ mình không cần bắt cua đâu nha. Chỉ là cho bắt cua nè nhớ không? Sao chị Ban Đa? Đợi vô nó bị ngập á mèo ơi. Ừ. Ôi, nó vẫn cái gì vậy? Nó mở cửa nè mèo. Tại sao trong đền vẫn có nước trong khi cái cửa nó được đóng lại cẩn thận rồi mà. Cái cửa bị đóng lại rồi. Cái cửa đóng chưa? Cả đi ra nha 20 con. Tìm cái cửa ra nha. Đừng xuống. Đừng xuống. Ôi, cố lên. Đánh một cái là nó chết mèo ơi. Phải không? Cái là nó chết nè. Ai đứng lại chị giả cái cưng ơi. Cưng quá trời. Cả bị ra nha mày. Giả cái chết nè. Tao rồi. Em ơi, em cho chị miếng thịt. Em ơi. Trời ơi, em ơi. Rồi sao? Mày tiếp tục bảy con nữa mèo ơi. 7/20 hả? Mọi người cái gì 7/20 hồi nãy tôi 7/20 là nãy giờ mình quánh hết 15 con mà mèo giờ còn 5 con nữa. Vậy hả? Ê chóng mặt quá. Cái này đứng yên dưới nước cái mèo ơi. Mình đứng này nè nó bơi lại mình. Tôi đứng tôi chiêm ngưỡng hai người được không? Chứ tôi chóng mặt quá. Mày. À. Ờ rồi, rồi. Mình ra. Còn một con cuối nó đâu vậy? Chóng mặt chịu không nổi nè, xoay. Con cuối sau lưng ông, con cuối sau lưng ông. Đâu? Thấy không? Sau lưng. Nó cắn cái này mày. Dễ quá mèo ơi. Chị Minh Đa thật tuyệt vời luôn. Đây đúng rồi mèo ơi. Quèo cũng chết luôn á. Ủa, cửa mở đường này nè. Đường này. Đây bơi qua. Bơi vô. Tại sao lại có một ngôi đền dưới nước ta? Bơi sau lưng tôi hết rồi tôi không thấy đường. Cái ngôi đền này nó bị chèm phía sau á. Ờ. Kiểu vậy chị Minh Đa. Rồi cái này là gì á? Chui vô cống này luôn hả trời? Đúng rồi. Thiệt không? Sao ướt vậy, cái lúc mà mình lặn nó không cho mình được vậy ha? Bây giờ mình phải lặn thôi mà có chết mèo. Ok. Cái này là cái gì vậy? Lấy không khí hả? Hả? Ờ cái chỗ đó lấy không khí á mèo. Ok, từ từ mọi người ơi. Tôi đang đứng tôi lấy không khí nè. Tôi đang đi đúng đường không vậy? Chắc là đúng rồi đó. Sao ba hồi á lặn có không khí, ba hồi lặn không cần không khí vậy trời? Ờ tôi không biết nè mèo. Ở cái chỗ này chỗ lấy không lấy hơi mèo ơi. Lấy hơi ở đây. Lấy hơi thì cho tàn đi là quanh lại mèo, tôi nghĩ là quanh lại á. Trời ơi trời, giỡn mà. Cái này là mê cung dưới nước á mèo. Trời ơi lấy quanh lại sao quanh ra hả? Quanh ra chỗ đó chị lấy không khí. Cái này bậy chứ, chị Bánh Đa bậy rồi, bậy rồi. Ủa cái này đi đường nào à? Ơi ai chị tặc. Nè chị Bánh Đa. Chết. Chị Bánh Đa ơi, chị có sao không? Dạ chỗ này không được. Chị sắp chết. Khó quá. Cái này đi toàn là dưới nước không à. Mèo hình như tôi đang tìm thấy đường ra nè mèo ơi. Dao. Ra chưa? Xém ra. Trời ơi, ra đứng ở chỗ này lấy không khí, đứng ở đây. Ui, cái chỗ này phải bơi ra đừng lấy không khí mọi người. Ui, gì vậy? Đường ra đây rồi mèo. Ông ra chưa? Ra rồi nè. Cái này có khi nào quay lại chỗ cũ không? Không, đường mới nè. Ông tự tìm đường ra là tự tìm đường ra luôn á. Ừ. Nè mèo, coi nè. Ủa, phóng ở dưới nước hả? Đừng nói chưa tôi cây giáo tôi phóng ở dưới nước nha. Phóng chi, bơi là đặt cho nó thôi. Tôi nghĩ là vậy. Ok, nó nói là cái gì? Ờ, nghĩ bơi là đặt chứ mắc gì phóng. Ừ, phóng hôm nay ai điên dưới xuống nước phóng trời. Sao nó nói sao hết? Nó nói là mình phải tìm ra cái bảng nào để nhấn nút kiểu mở cái cửa này ra đó mèo. Mình phải giải đố cái câu đố này. Đây. Cái cửa ra. Dấu chấm than đằng kia, mình nên đi theo dấu chấm than mọi người. Đúng rồi. Vào. Trời ơi. Cá đi ra nha. Cá nè. Tôi giả nó sao? Quánh nó cái là nó thành cá chiên luôn mèo ơi. Dạ. Chết cha, cái gì đâu vậy? Ghê quá. Đi hướng này. Đi qua. Ok. Ôi. Đừng có bơi xuống, bơi lên á. À, có cá đi ra nha. Ôi, cái bong bóng này nó hút mình xuống nha. Chạy bơi lên. Đừng có bơi xuống. Ủa, cái này xuống dưới nước khó quá. Cái này là mê cung dưới nước mèo ơi. Rồi luôn, mê cung dưới nước mọi người ơi. Tôi đi là quá phải luôn nè. Ồ, tôi đi đường vòng. Tránh chị Bana, mình đi đường vòng á chị Bana. Đi không? Rồi chị bị mất đường, Đã có mê cung rồi mèo ơi. Ông đi chưa? Đấy từ. Cho tôi chị Bana lại đó với. Cho tôi lại đó. Có gian với. Rồi xong con người. Lại đây mèo ơi. Cái này hả? Đúng rồi, qua đây. Rồi nhắn cái đống này coi như là hết chuyện. Trời ơi khổ. Nhá. Một cái.
Một cái xong. Trời. Rồi xong bây giờ mình tới phải mở cái thứ hai. Mẹ ơi mình mở bốn cái mê cung như vậy. Ê chia ra đi, không mở cái nữa. Trời ơi. Không được, không được, không được. Vậy mẹ chị Panda bê theo tôi nè, tôi biết đường nè mẹ ơi. Trời chắc chết quá. Tôi là bờ rồi giải mê cung mẹ ơi. Ok. Trời ơi vô mê cung để tìm cái nút mà nhấn cái nút mở bốn cái cửa ở ngoài. Mở bốn cái mê cung mới được. Hả? Mở cái. Rồi tôi vô đường cùng rồi. Tôi đang đi thử bên này tôi thấy có đường nè, hy vọng tôi sẽ tìm. Bơi qua mẹ ơi, cố lên. Con cá này đi chỗ khác chơi coi. Trời phải chi nó cho mình đi ở trên bờ nó khỏe hơn nhiều ha. Ừ, đi dưới nước khó chịu quá. Cái này dưới nước mà dễ gì. Thì phải chi có mấy cái đồ hút nước hết thì được. Ừ. Đáng ra cái đền ngập nhưng mà cái cửa nó kính thì ở trong nó không ngập chứ trời. Không, tại sao cái này mà làm vậy thì nó hơi bị phi lý biết không? Tại vì nó bị chìm dưới nước mà mèo ngôi đền này bị chìm rồi. Rồi hai người nhấn nút nè. Nhấn nút chưa? Rồi. Trời ơi. Sao? Ok. Giải được hai cánh cửa rồi, giờ còn hai cánh nữa. Còn quá trời luôn. Còn hai cánh cửa nữa thôi chứ không quá trời mẹ ơi. Cái này á tuy là nó không khó nhưng mà nó cực thiệt, nó rất là cực luôn. Mấy bạn nhớ hai tay mình cho mình dạy cống mẹ ơi. Trời ơi. Nghĩ là giữa nè. Bây giờ tẻ ra mình tìm ha. Rồi cái đường bên kia cho tìm đi cho lẹ. Bên phải không? Bên phải đường bích, đường bên phải đường bích à. Không đi đường bên phải. Rồi đường bên phải không có gì bên đây. Bên phải có chứ đường bên trái rồi. Nãy giờ em đi toàn là cái ế thôi mình chia ra ngửi cửa đi. Ừ. Cho nó nhanh vậy. Ngửi cửa là lẹ nhất luôn mèo. Vậy là hồi ai đi giữa ai đi trái đi phải nè. Tôi thấy vô mà nay nó bao đi. Nó bao đi trong đó có đường. Bích rồi, trong bích rồi tôi mới quanh ra đó. Bích okay rồi. Rồi đường này không thấy đường luôn. Bên này cũng không có luôn mẹ ơi. À, hình như tôi tìm hy vọng là chị tìm được. Em tìm được, em tìm được rồi. Hay quá mẹ ơi. Trời ơi bà Panda đã tìm được ra ngoài. Trời ơi. Rồi, trong khi mọi người đang cố gắng đang tìm đường giải đố bà Panda đã tìm đường chạy đi ra ngoài mẹ ơi. Tôi hy vọng là chị thấy có giống cái thang rồi nè. Rồi rồi bây giờ chia ra mọi người. Tôi cổng đầu tiên. Rồi, tôi sẽ cổng thứ hai chỗ nào quẹo tay ra tay. Chị quẹo trái nha. Em quẹo tay phải rồi. Rồi đường này. Rồi đường này không có đây. Đang đi đúng đường. Chị đường hút ra đúng rồi, qua đường hút vô đây. Trời ơi đường này cũng có. Chị theo, chạy chị theo với. Đường đó là đường trật cho chị Panda. Tôi cảm giác như tôi đang đi đúng đường này nha. Đúng không? Cảm giác đúng rồi nè. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Trời ơi. Yes. Khỏe quá. Victory. Tôi qua đi khổ quá à, cái đường này khó nè. Mở ra. Con đường mới mèo ơi. Con mới nè. Ơi mèo. Ở dưới này hình của bà tột kìa. Cái mặt nạ hình của bà tột mèo. Ôi, chủ không lấy một hồi mà đánh cho bắt được tột trời. Chắc vậy quá. Ghê quá mọi người ơi. Cái gì đây? Nó. Con cá bi ra nha khổng lồ. Đâu 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 đâu. Nè. Trời ơi, kia đảo hả? Giết con này chứ đâu. Trời ơi, đã ghê chưa. Cứ cá bi ra nha, con cái dùng miệng luôn. Tao sẽ lấy cái dùng miệng của mày. Tao cạm cái dùng miệng của tao. Ờ, cái thay thường lớn đậu dùng miệng nó sẽ lấy nhột. Đừng có dùng miệng. Chị cũng sỉ nhục nó đây, chị Panda nó vậy. Rồi, tao không đó. Trời chết, tao cũng sỉ nhục. Con này sao nó không biết đẻ mấy con bi ra nha khác ra để bảo vệ. Kệ nó đẻ ra nè, mèo nói gì vậy. Đòi đi mèo. Tại sao tao không có là mình muốn chết là mèo còn đòi nó đẻ nữa. Chắc tồn nó đi. Em nhắc nó nó đâu mà nhớ. Để em quánh cho lưng cho. Chị để em coi một quả chết chết con bi ra nha này nè. Tôi đang quánh nó nè mẹ. Đi với tôi đem đi từ sau. Này thì vua. Này thì vua. Hoàng là nước hết rồi. Bố có cái gì nè. Cái răng của bi ra nha chị Panda. Ủa này cái gì vậy. Ủa này hình như có đôi dài mẹ ơi. Đúng rồi đó. Nhưng mà đảm bảo cái bà dạy thần của mình bà lấy mất tiêu rồi. Trời luôn mất tiêu rồi mẹ ơi đứa này. Ê bà dạy thần bà nói bà sợ nước mẹ bà không dám xuống nước. Bà lấy đồ của mình. Hèn thì chứ. Vậy mà bà vẫn lấy đồ của mình được. Ừ. Ê ra không mặc nước rồi mèo. Quá mừng quá. Yeah. Ôi vậy là xong rồi đó. Xong rồi đình của tôi rồi. Trời khỏe quá à. Bây giờ lên lời đại lên điện hợp. Lên. Cái chỗ này là cái chỗ ở cổng làng nè mèo. What? Cái gì vậy? Vừa vô mình vô ngay lận ngay. Mình về lại làng rồi. Cổng làng đây nè. Ôi cái làng bị tấn công. Thằng nào dám tấn công làng trong lúc mình đang đi vắng. Cái thằng phản bội chúng ai trời. Phản bội nè. Cái bà vậy thần có bả nhã cũng như không à. Thà bà không có vậy làng ông dân làng đứng rung muốn chết luôn. Trời ơi. Cái bà nó có lo gom đồ không hà. Ừ thiệt luôn á. Nói chuyện với lại tù trưởng. Tù trưởng ơi, tại sao làng của chúng ta bị tấn công vậy? Thôi. Chuyện gì vậy? Kìa, ông nói quá trời quá đất luôn. Phi dịch đi. Kìa ơi. Ông ấy nói rằng là làng của mình đã bị một cuộc tấn công mèo. Thằng nào tấn công? Một thằng phù thủy. Cái gì? Phù thủy lửa mèo ơi. Chưa hết phản bội tấn phù thủy lửa. Tấn phù thủy nó là sao rồi? Ông này là thằng phản bội phù thủy lửa đó. Và nó lấy hết tất cả những vũ khí và đồ của dân làng rồi. Có khi nào lấy luôn đồ của mình không ta? Nhưng mà chúng ta là những vị anh hùng cuối cùng mèo. Kiếm đâu sao đưa cái kiếm tôi bắt này vậy? Trời cái đồ của mình đi như là mấy cái con tượng đá mà bữa giờ mình đi vô trong đền mình thấy mọi người. Ê nó cái mèo nó kìa. Ê mày đứng lại mày mèo. Đánh làng sao mày bỏ lên. À mày chơi mày chạy lên. Đánh thiền đánh theo. Đánh thiền kèo đánh thiền dí dí dí. Trời đứa thiền cho tôi hết ông vợ. Kìa thiền. Ôi dí. Dí chị bên đây dí. Mày. Đồ phù thủy phản bội. Đứng lại. Đứng lại. Ôi.
Bởi vì nó mù mình ơi. Trời ơi, không mù. Ai đứng chạy gần quá. Trời mù trộn xuống nước. Tôi đang dí vào nó nè mèo, nó kẻ phản bội nè mèo. Và bắt đầu kêu em mù mù trộn xuống nước. Bây giờ bà kêu tôi là thằng mù vậy đó. Hút đi xa nó ra đi. Ok nè mèo, chơi mèo được theo nó đó mèo ơi. Bây giờ nè, chỉ cho. Bây giờ mình đừng có đi lại gần nó quá. Trời ơi, tôi đứng sau lưng mèo luôn á. Cách nào mình quánh nó đi chơi kỳ. Dí nó luôn mèo, phải dí nó luôn mèo, nó chạm vào nó hết thích kìa. Tôi dí vào dưới nước mà nó sao không làm cho chị mèo. Nè nó đứng yên rồi. À, dí heo. Nó quăng mấy cái mặt cái mèo, cái mặt đó là cho mình mù á mèo, quánh cái mặt đó. Dí heo. Tính là theo dõi nó thôi. Đứa ai mày? Đứa ai? Tôi tính theo dõi nó rồi lại nhà nó mình quánh thấy bà nó. Bà đó thằng sau lưng kìa, có thấy không mèo? Hả? Em thấy sau lưng cái thôi. Lộn. Em thấy cái thằng này nè, em đang dí quánh cái thằng này đó. Chết rồi, chết rồi. Em giả chết cái đầu của nó đi. Mèo, mèo đâu rồi? Dí vào nó mèo ơi. Đây đang dí, đang rượt này, đang rượt này. Mình đi tới hang động của nó luôn không? Tới mấy cái nhà luôn chị Minh Đa, mình rượt tới nhà. Rượt tới nhà quánh cái bà đó. Tiền dư thì chị Minh Đa. Cái tội mày hả? Ok, tôi thôi. Tưởng nó làm chị nuôi nữa rồi. Trời ơi, thằng này nó chơi làm bơm mồi cái gì á. Đừng lại gần, đừng lại gần. Quánh cái đầu của nó đi. Lấy cái thuyền chị Minh Đa. Chị Tâm nó thèm đấy, chị Tâm. Mà cái thuyền này thuyền bị chèm. Trời ơi, sao đứng xa vậy, nó vẫn chọi được. Ừ, đứng xa nó vẫn chọi được. Thôi đi từ từ. Từ từ thôi đi. Thằng này các bạn cũng mực á. Đúng rồi, chị Minh Đa. Trời ơi, tôi đáng tôi gieo rồi. Cứ dí theo nó đi mèo ơi, chứ mày đứng yên là nó làm cho mày mù hoài luôn á. Vậy đúng không? Ừ. Mấy mẹ tôi này nó phải cho mình cái cung ha. Cái thuyền của chị Minh Đa nó bị chìm, thuyền này chắc thuyền cũ của tôi. Thuyền cũ á, thuyền cũ á. Cái con ra thuyền của cưng nè. Mày quanh nó quanh nó quanh quanh đầu quanh đầu chị Minh Đa quanh chị Minh Đa. Quanh đầu chị Minh Đa, giúp cái đầu, giúp quanh nó, quanh nó. À, đây là một cuộc chiến trên biển mèo ơi. Chị ơi, mình chạy xa. Cái thuyền nó dí theo tôi kìa. Ui da, tôi tính nói là mình chạy xa quá nó mới chọi. À mèo ơi, về được căn cứ của nó rồi. Rồi, này xong rồi con. Tới số con rồi. Xui rồi. Nó sắp chọi, nó sắp chọi mù nữa đó. Đó. Ui da, hư thuyền của mình luôn. Trời ơi, thằng này quá đáng. Ui nó biến đâu mất tiêu rồi mèo. Nó vô trong đền nó chứ đâu, vô hẳn là. Ủa nó chưa nhà đất mền chứ làm gì. Thấy mình sợ. Sợ mà nó trốn rồi, quả thiêu rồi. Thì nó đang rung á. Tính ra bà dạy thằng biết nhà thằng đó luôn á mà không có dẫn mình đi. Ừ, bà dạy thằng mới biết nhà thằng này luôn á, bà không dẫn lại mình quá. Từ đầu tới cuối tôi tích nhất là bà này thôi. Không, từ đầu tới cuối là mình phải đi kiếm những món đồ để chế tạo ra bộ giáp mèo. À, đúng rồi. Nhìn nè mèo, nhìn như cái mặt nạ của tôi. Tao. Trời, đúng con mắt ta luôn nè. Nhìn vào ánh mắt xa xăm ấy. Ờ, mấy bạn đố mà bạn nhìn vậy bạn biết được ai không? Bạn chụp hình lại coi, biết ai không? Được, được. Mặt Na ra biết không? Thấy mắt của Na kìa. Nhìn vào ánh mắt xa xăm của nhau là ánh mắt của chị. Thấy ánh mắt của mèo nữa kìa. Nhìn em thấy thật là sâu sắc cho ánh mắt của chị Bình Đà. Đó, mở cửa. Vô quán này sớm vào nhà nè, cho ba má bây giờ mày không ra luôn nè, cái tội mày dám chọi hết. Đâu rồi kè ngôi làng của nó đây. Em cắm trại cho mày luôn. Cái chòi á mèo ơi, phá chòi mày ơi, biết nghèo rồi. Nữa đâu, lấy cam bay vô đốt nhà đó. Đâu mở cửa. À, vô trong chòi của nó nè mèo. Thôi, chòi này nhìn nghèo lắm mèo ơi. Ê, tính ra thằng này ông thấy thằng này nó bị ngu không? Sao? Nguyên một cái đảo xanh tươi đẹp vậy đó, không ở. Đi vô cái chòi ở. Dựng cái chòi ở. Ai điều tra cái chòi của nó mèo ơi. Tại vì tôi ác lúc nào cũng phải rút dĩ mèo. Tìm cần gạt bí mật trong cái chỗ này của nó mèo. Cần gạt bí mật mở cánh cửa mèo ơi. Mấy người ác với mấy người xấu lúc nào cũng rút hình vậy không chị Bình Đa? Đúng rồi, nó phải rút vô vậy đó. Cái này nếu mà có cần gạt nó sẽ hụt cái cầu thang xuống nè. Tôi nghĩ vậy á, có ai tin, có ai nghĩ giống tôi không? Tôi nghĩ là giống y chang mèo luôn á mèo. Nhưng mà cần gạt bí mật nó đâu ta? Trong chòi nó đó. Trời, mèo nó không đúng. Quên là cái chòi. Nè mèo, trong chòi. Phải không? Trời, tôi không hiểu gì. Phải mèo ơi. Đâu. Trong chòi thiệt hả? Nè, vô đây rồi mèo, tự tìm đi. Tôi thấy mình thật là thông minh. Đó. Trời ơi, gạt cần gạt nè. Kè đó rồi. Lại cầu thang hụt xuống chưa ta? Mày rồi, dĩ nhiên. Đâu? Ủa, không phải hả? Không, cầu thang chưa có hụt xuống. Ê, cái hang mở ra. Đó. Trời, bên đây chị Minh Đăng. Wow. Ui, cái hang mở cửa nghe luôn mèo. Ê mèo, ở cái gạt cần ở cửa đóng lại mèo. Ừ, gạt đi. Gạt cần lại nè. Cái này kêu Phát Bi nó học hỏi đi. Không được mèo ơi. Ai gạt khỏi nóng luôn cái không biết sao luôn á. Cái này ngu quá, nó làm cửa một chiều, nó chưa biết làm cửa hai chiều. Trong đây có mới, trong đây mới là thật sự là cái làng của tụi nó nè mèo. À, vậy là nãy giờ là mình không biết mà mình nói dễ phải không? Ừ nè, ôi trong đây có bắt cua lava nữa chứ. Cua lava được. Trời ơi, gạt nè, quất qua một phát mà. Ờ, bậy nào bên đấy chà bá. Chứ phải à, không phải nhím nhím mà mới gục cái chích chéo hay gì mà ta. Chờ đi với hết, chờ với. Trời ơi, tôi đang cố gắng chạy nhanh nè, tôi tìm thằng nãy nè, tôi đang cay nó nè mèo ơi. Nó quăng bùng vô mặt tụi mình, tụi làm tụi mình bị mù á. Nó sống trong hang, bộ nó ai đâu rảnh xâm chiếm nên mới làm mấy cái vụ vậy chi. Không, nó muốn xâm chiếm hang của mình. Phải không? Ừ. Bạn nó thích kiếm chuyện á, thương biết không? Phải không? Trời ơi. Không có để bí mật được giấu ở đây. Nó nguyên qua đáng lẽ mọi người, nó không phải là làng. Cái này mới thật sự là làng của nó nè mèo. Wow. Làng nó bự ghê không? Ê, cái chỗ đi vô căn cứ nó thì sao nha. Mở cửa ra mày. Tập trung lại mấy bạn. Vẽ cho mình tấm hình đó, tụi mình bận giáp mà đứng ngay ngoài làng này đi mấy bạn. Bạn nào vẽ được không? Vẽ được anh thả like nha. Anh thả like đắp vô video mới nhất của anh nha. Rõ cái nhà, cái đền của kẻ người xấu này chưa? Tập cuối là phải có cái gì đó hả? Để là kỷ niệm mọi người ơi. Ok, vô đây mèo. Wow. Tao gọi cái làng nó bự. Ơ, nó nhốt kìa. Trời ơi, mày dám bắt anh em tao mà nhốt trên đó. Thả cái anh này xuống. Nghiệp quá. Anh này đứng rung đùi quá trời luôn kìa. Có kìa. Ủa, lắc kìa. Ôi, rung lia lịa luôn kìa. Nghiệp quá. Tao biết sao mấy ông đó rung rồi á. Sợ nó bắt về đây. Rồi mình vô đây làm gì vậy ta? Không biết nữa, từ từ mình đang đi tìm cái gì đây. Cái làng gì vắng tanh như cái chùa Bà Đanh vậy trời. Có ai không? Hello. Trời ơi, nó sốt hết rồi. Trời, nãy giờ nguyên team đi mà không ai để ý luôn mấy bạn ở chỗ này. Trời ơi, cái kiếm nó nằm vậy. Cái kiếm nó nằm vậy, nó không em giấu luôn ta. Ôi. Trời ơi. Ôi, trời ơi. Có cái kiếm với cái cung luôn. Được.
mày là mấy thằng người xấu này chứ đâu. Mày rồi cưng ơi nè, chị chứ đó chị bắn thấy bà cưng này đó. Đó, mày là chết liền trong vòng một ngày. Ê nó đi nó cặp cái vali nữa. Chị Banda sao cái cây này? Cái vali chị Banda, cái này là cây rìu của nó chị Banda. Sao giao khoai chặt thịt nó bự? Sao cái tay mà nghĩ sao mà nói cái đó là cái vali? Mọi người, tụi nó đi làm. Tại sao giao khoai chặt thịt của nó bự quá hả? Còn của mình như cái tâm xí răng đi đâu vậy? Không, nhưng mà của mình xịn lắm mèo. Phải không? Ừ. Đây cho chị quấn con gói sao mà đứng không nói vậy? Sao tiêu gì đứa nó là mèo? Tôi tính bắn ông quấn hết luôn á. Mèo đi đi hướng này đi vô đây rồi. Tính ra mình mạnh dữ. Tính ra là mình đi đường này lên nè mèo. Đúng không? Đúng rồi, mà mình đi về phải là 10, 17 trên 25 thằng. Bây giờ còn 16 thằng nữa. Đứng dậy được mày. Ủa cái thầy thì chạm á lửa mà cái kìa. Cái thầy yếu nhớ thì chị Minh ơi, thấy bởi vậy yếu xìu à, yếu còn hơi. Thấy gì chứ mở không mà mày không có gì à. Ủa sao tôi nghe giống tôi quá ta. Giống giống ai mà mở không chị Minh ơi ha. Trời ơi. Nhìn bự chứ mở không mà. Ăn cho đây nữa rồi. Đúng rồi, chỗ này đúng rồi đó. Ăn cho mập cái thầy chứ không làm. Nãy bọn này lừa mình cho mình té xuống dưới mèo mà nó chơi chiến thuật là giường không nhà trống mèo ơi. Đúng rồi, giường không nhà trống. Đồ hai đứa sắp lớp liền tại chỗ. Lên đây lên bắn liền. Một người lấy cung bắn đi, một người cầm kiếm đánh. Đúng không? Thằng nào lấy cung bắn đó mèo. Tôi sẽ chà nó nhào nhào. Chà mày lớp tay, chà mày lớp tay luôn. Còn 6 thằng nữa, xuống đây. Ờ nó nằm bên đây nè đó chị. Mày thằng đứng trên đó thôi sao quá, đi xuống dưới này. Mấy thằng hình như đứng trên đó là mình sao bắt được luôn. Ba ba đứng trên đó bắn cung nó đi. Trời ơi, đứng mà bia. Trời ơi. Đứng trên đó mà sao cung nó bắn bắn vô đít một cái đó. Xèo nè. Để coi mấy này ăn bao nhiêu phát tên sẽ té là chết. Xèo ba cái là chết. Ba cái là chết rồi mèo ơi. Xèo luôn á. Còn hai đứa chết mở không? Mở không? Bắn vô đâu mở không luôn mọi người. À, tôi nhảy quá cao mèo ơi. Ở đi đâu vậy? Tôi dùng cái bàn đập này nè mèo. Đâu cái chỗ nào đã vậy? Không mà nó nhảy cái một mà mèo ơi. Còn cái thằng này bắn ba mũi tên là chưa chết. Ê, trời ơi, hai tấm lòng nữa nè. Lòng là dân mình. Bạn mình. Mày thấy tôi bay không mà? Ừ, tao làm chị nỉa thấy bạn. Không, tôi thấy ông bay. Ủa, tôi nhảy phát bay lên tới trên đó luôn. Ủa, có mấy cái chuồng giống con rùa nữa kìa. Tội nghiệp quá. Nhớ rùa tôi ghê. Kìa. Đi theo cái bắn ở dưới đất kìa. Thằng phù thủy nó chạy nữa rồi mọi okay, người. Ok, dẫn theo đi. Biết ngay mà nghe cái tiếng mày cười tôi biết liền. Đứng yên đó nha. Mày đứng yên đó nha. Đứng lại. Có đập. Mày tao có đập tao cũng sẽ giết mày trước khi tao chết. Mày đập. Rồi xong mà nó được lại gần hay sao á? Không được lại gần hết ta. À, nó có phép thuật mày ơi, lại gần nó là mình sẽ đập. Không nào có lại gần. Trời ơi, đúng rồi. Mày dí vậy đâu? Ăn được xương sóc không Thi Ưng? Ủa cái này ơi. Cái thầy với thì xương sóc không. Tôi nghĩ là vậy là quánh nó được mày ơi. Không được đâu. Ồ không được. Lại gần nó dính đập mày ơi. Phải đi theo đó, mình bắn con nó từ từ thôi. Mình bắn nó từ xa kìa, vô nó luôn. Đi vô luôn. Ê mèo, mình bắn bể cái này mình cứu được đồng đội mình không? Biến mất rồi kìa mọi người ơi. Ôi nó biến mất. Ê, chỗ đây nè mèo. Ở đây có 4 cái rương. Vượt qua thử thách ngôi đền của nó nữa. Lúc. Không lẽ mình để nó tốt vậy hả? Rương này lại tiếp tục không được lấy. Ủa sao đây nhiều rương dữ vậy ta? Cách nào để trang trí thôi, không lấy được. Cách nào mở cửa này ra vậy? Cổng này, ra thật quá mèo ơi. Ỉm mồ, nó không cho anh mở cửa cổng. Còn bà này bà có chỉ không? Chắc là mới phải mở đồ lấy đồ trong rương này để nó mở nói cửa. Là mình có thể sử dụng ma thuật để phá vỡ cái ma thuật này. Cũng có la xì bùa. Nè, sử dụng 4 cái rương này. Đôi, đồ của mình nè, đồ mình nè. Đây, 4 loại đá ma thuật lúc đầu nè mèo. Mọi người lấy cái đi, phải không? Rồi, đúng rồi, mọi người lấy cái. Chị Banda lấy chị Banda. Dùng 4 cái này mở 4 cái rương này mèo. Wow. Ủa, dùng cái này mở rương được. Kìa, mở rương rồi kìa. Wow. Đảo hả? Cái này làm gì vậy? Nó mở ra ma thuật mèo ơi. Rồi ma thuật bay đâu hết rồi? Không, ma thuật đó giúp mình mở cánh cổng này ra nè. Wow. Rồi xong. Này, đứng đó. Này, chết mày với tao rồi. Ui, nhảy cao tiếp. Nó lại. Kìa, theo cái đường tím tím nó chạy kìa rồi. Tôi đang dính vào nó nè. Quy, cái gì vậy? À, tôi té. Mọi người, hình như mình không té được xuống lava mọi người. Không, mình có ma thuật bảo vệ mày ơi. Mình có ma thuật của mấy cái đó nó bảo vệ mình. Kè, mấy thằng đất kè. Đúng rồi, mày chết. Xuống mày, đây. Tới đâu rồi đó? Bảo đây mèo. Tôi sẽ bắn cung. Ôi, tao chịu rồi. Mày, ui, cưng ơi, cưng đừng đánh. Mèo ơi, bảo qua đây mèo ơi. Mày, tao giả mày nát đầu. Ông đang đứng đâu? Đây nè. Ok, tôi sẽ. Bảo qua đây chị ta. Oh my god. Rồi mèo, bên này ngược lại mèo ơi. Hả? Qua đây. Trời ơi, không nói tôi làm tôi tưởng ông đứng ngược lại. Ông kêu ngược lại hàng gì tôi quanh ngược lại nè. Ủa trời, mèo tập 7 rồi. Cái bà nó bên đi mà không nói tiếng nào luôn. Trời, thì mày không phải mèo ơi. Mày tấn công lại thằng đó nữa kìa mèo. Phải quanh được đó mình mới đi qua cửa bên đây được. Mày. Ôi, nó té xuống. Nó té xuống lava chưa? Tôi quanh nó xuống lava cái nó dịch chuyển lên mèo. Nó lao lên. Ôi, thằng mày. Tôi quánh nó cho nó lọt xuống lava luôn. Nó quánh xuống lava. Nó bay lên được mày ơi. Nó bay được, ông quánh nó xuống lava kìa. Rồi, đứng đây đi. Đứng. Nè, ra đây, là đây, đó. Được rồi. Mày cắp lắc ơi. Mày ngu. Xuống đây. Ôi, cho tụi mình bay lên nè. Mày ngu. Ôi, nó có phép thuật mày ơi. Mày phép đi trả thật. Cái cung mất tiêu. Phép đi trả thật. Mày, nó ráng quýt được. Rồi, đứng đó. Xong lên chị. Xong lên chị. Cái gì vậy? Mày. Ăn gian rồi mày. Ê, đừng đánh nó xuống, nó rớt xuống sẽ càng máu. À, đúng rồi. Đứng ba phía đi.
mày mày nhồi đó, nhồi đó, từ 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 nhồi đó, từ từ nhồi đó một cách thông thái vô, nhồi đó một cách thông thái vô, nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi, chạm thôi, nhồi xuống xuống tới 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 sao quanh tới, nhồi xuống tới, hay quá mọi người, ơi, đừng quá hay, rồi rồi, ai đứng trước ai đứng sau đi, ơi, tôi chạy, tôi té, lôi 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 nó vô, lôi vô rồi, tôi vô rồi nè, ôi tôi gần chết rồi, mình giảm hai cái, giảm hai cái mình bay lên lại, mình giảm hai cái mình bay lên lại mọi người, sắp chết rồi mọi người, khoan khoan khoan, đứng 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 mày phù hỉ phán bội hả mày? Ôi, mệt quá đi à, không biết còn cái gì nữa không ta, còn con nào thằng nào nữa không? Qua bên này mèo ơi. Tại sao lính của mình chưa được thả vậy? Chạy qua đây, chạy qua đây, chạy qua đây. Mạng mình chưa được thả mọi người nghe. Mình phải quánh hết cái này mèo ơi, thằng đó nó chỉ là một thằng bác sĩ thôi. Bác sĩ? Ừ, còn thằng trùm cuối nữa mèo. Wow. Đây có thể là chỗ của trùm cuối chăng? Sao tôi nhìn chỗ này tôi cảm thấy nó không được yên ắng cần lắm. Nó chỉ cầu hai đi xuống nè mèo ơi, nhìn nó cứ như là thần lửa vậy mèo. Mấy bộ tập hồi xưa người ta có thờ thần lửa đó. Mọi người, mèo té cho chó lẹ luôn mèo. Mình không cần té chó lẹ mèo ơi. Mình không cần đi đâu. Mình nhắm chỗ để mình rớt xuống cho nhanh thôi mọi người. Đó, nè, xuống đây nè. Đấy, xuống chỗ đây. Xuống chỗ đây. Thả tự do xuống hả? Chỗ này thật là nguy nga và đáng lệ. Ở trong đây cái hang núi lửa nè mèo. Đây cái gì vậy? Đây, đây rồi. Evil Tiki là mặt nạ thần mà không xấu xa mèo ơi. Ui, Evil. Nè, đó kìa mèo. Thằng này là mới là kẻ phản bội nãy giờ. Thằng kia kẻ phản bội triệu hồi này nè. Oh my god. Trời trời trời. Thằng này làm cửa đóng rồi. Cửa đóng rồi. Bắn vô mèo, bắn nó mèo. Tôi cũng có chết cái bà này luôn. Tôi có chết hả? Mày nè, trời ơi. Ê, tôi có chết bà Tiki này luôn rồi mèo ơi. Kệ nó. Bà la nè. Kệ nó. Mình bắn nó đi, bắn nó được, bắn nó được. Thằng yếu mèo ơi, bắn nó được. Tất cả mọi người nhồi vô bắn nó. Bắn nó đi, bắn nó đi. À, hình như á. Bắn này nè. Lúc nó đang xài chiêu mà nó bắn nó được mọi người. Đúng rồi. Có cái này nó bự nó vậy chứ. Ôi đồ 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 đồ. Hết hồn, hết hồn, hết hồn. Nhất mày, mày ta bắn mày solo mày luôn nè. Mày đặt bắn tao. Có chừng, có chừng, có chừng. Mày bắn tao mày tưởng mày một đĩa vô. Một mình mày hả con? Còn đây có ba cái tên, cái cung là con ai? Dương lên nữa. Một mình bạn thôi chứ đây mình có quá yếu rồi, mày gà. Gà như con gà. Gà như con gà, gà như con gà. Gà. Chết nè. Chết nè. Chết nè. Chết nè. Tao bắn cái nào mà đầu thai thì thôi. Trời ơi, thằng đi. Bắn cái này khỏi đầu thai luôn. Chạy nè. Chết rồi. Chết nó chạy. Đúng rồi. Bây giờ nó thả đồng đội tôi ra. Rồi cái bà kia ta la đâu? Nè nè nè. Tự nhiên bà ta la quá. Bà ta la chắc là lên đường rồi mèo ơi. Khi nào mới lên đường theo con đó không ta? Bà đi. Ê mèo đi hướng này nè mèo. Tôi nghiệp quá à. Ừ. Bà nằm đó bà xả lai đó luôn rồi. Chắc là bà xỉu rồi. Chắc bà xỉu rồi. Bà trúng chiêu bà xỉu. Ba mình đi tới chỗ khác đây nè. Tự động bà nhảy theo mình nè. Có không? Biết đâu vậy? Hay là mình chia tay bà tại đây luôn ta? Chắc là chia tay bà mèo ơi. Ồ tự nhiên. Chắc bà xỉu mà nhảy rồi. Bà chết ta. Ồ không lẽ vậy trời. Bà đồng hành với mình quá lâu luôn giờ bà nhận tội. Vậy tính ra bà không phải là dây chanh. Mình mới là dây chanh vậy bên á. Như là bảo giải phụ. Dạ lại là giả lập treo cầu thang. Mà tự nhiên tôi thấy đau lòng nha. Bả biết bao nhiêu tập với mình rồi. Ôi đau lòng quá à. Mấy bạn vẽ lên đầu mà ta la bay lên trời đi. Ôi thương bả ghê luôn á. Nhưng khi ta chưa chết nó vẽ lên trời. Vì tôi chết chưa. Ê, trời. Nó trở lại kìa mèo. Thằng nó tao. Nó bự hơn đi. Oh my god. Mày nó bị mũi. Trời. Thầy lái mèo ơi. Nó có vòng bảo vệ nữa kìa. Trời trời khoan khoan. Coi chừng coi chừng có cách để mèo, ăn vô mèo. Chỗ mèo nè. Ủa trời. Cái chuyện gì? Kiếm đi, kiếm đi. Coi chừng có cách để chúng ta có thể phá cái giáp của nó đó. Bây giờ mình bắn. Ui da, ui da, trên này có lít. Ui da, trời. Ê, nó kêu mình phá cái thạch gì á mèo. Cục thạch. Bắn vô cục thạch. Giống là bên đờ, giống là bên đờ á. Đúng rồi. Đúng rồi, trời ơi. Chết cưng rồi, cưng ơi. Trời ơi, chết cưng rồi, cưng ơi. À, lên cầu thang này nè, bắn xuống. Chặt quá hạch, thì đó là chị bắn không tới, cưng sao. Mày gà, ơi, quá gà luôn. Trời ơi, tôi gà hơn đó, tôi bắn nãy giờ. Tự nó bắt chị chứ nó xèo xèo đấy nè. Bắn nãy giờ không trúng cục thạch của nó mọi người. Mèo, cậu tôi nè mèo ơi, tôi đang bắn thạch của nó trên này nè mèo. Tôi cũng đang bắn thạch của nó nè. Mày gà quá mèo ơi. Trời ơi nè mày. Tôi bắn mấy cục thạch đâu câu của nó luôn rồi đó. Mày bắn được mấy cục rồi? Tôi bắn chắc 3-4 cục vậy á. Ôi, trời ơi, nó quá hơi nhiều lắm mèo. Hello anh, hello anh. Em chạy ra đó anh ơi, đừng đánh em mình ơi. Rồi, còn 3 cục nữa. Ôi, mèo vòng vòng nữa kìa. 3 cục nữa đâu mèo? 3 cục, 3 cục. Bên kia bên trái. Bên nào chưa nào? Bên nào? Hết rồi. Bên nào, bên trái, bên nào? Để em chạy bắn được nè. Cục hạch đâu ta? Cục hạch nào ta? Còn hạch không? Tôi thấy bắn hết rồi. Nào không? Dính vào đủ 12 cây không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nó còn giấu ở đâu không? Trời nó hồi là 12 cục thạch luôn à, sao vậy? Cái này là không sao? Không biết mèo ơi, kiểu như nó có hai mạng á mèo. Hai mạng hả? Ừ. Ủa cái con này đã có mấy... Ê mèo trèo bên đó mèo bắn, tôi trèo bên này tôi bắn mèo.
sao tôi cảm giác như tôi bắn hạch nó không được nè trời. Ủa nó bắn tôi. Mèo bắn hụt quá mèo ơi, mèo gà. Cố gắng bắn lên mèo. Hình như mấy cục hạch này bắn hụt. Ok, được rồi. Bắn con gà. Anh ơi. Ui dạ. Ủa trời, nó dữ quá mèo ơi. Sao nó không bắn ông? Bà ta bắn tôi xong vậy trời. Thật nhiều khi nó ghét mèo. Nó lại bắn tôi, Trời ơi trời, tôi chạy không kịp với nó luôn á. Trời, vậy là nó canh mèo nó quá. Nó ghét tôi thiệt rồi mọi người ơi. Ai nó phụ tôi với. Ai nó phụ tôi với chứ trời, nó ghét tôi lắm, nó ghét cây cái bắn. Còn ba cục cuối mèo ơi, còn ba cục cuối nè. Rồi, còn hai cục cuối. Hai cục hay quá. Tôi thấy một cục rồi. À tôi thấy luôn rồi. Bắn ở đây còn hai cục. Bắn một cục cuối nè. Anh ơi, ui trời chết em anh ơi, anh ghê quá. Rồi một cục cuối, rồi bẻ rồi mèo ơi. Mày tôi mà tao. Ấy nó xài kiếm kìa. Nó xài kiếm gãy cung mình rồi. Gãy cung mình rồi. Cách nào đánh rồi ta? Bu vô chặn nó mèo. Giờ bu vô quánh lén thôi. Bu vô chặn nó được. Bu vô mọi người. Bu vô quánh tới không? Bu vô tới. Tới mèo quánh cái tay, mày. Ăn táo vô mèo ơi. Lém. Mày. Ông đánh lên trước tôi đánh lên sau. Ui da đau quá. Nào, ông đánh lên trước tôi đánh lên sau. Ok, mèo cố lên. Nó xài. Nó xài là nó tạo ra hai cái kiếm mèo. May bà ta la chưa chết là vậy, nãy mà tôi kêu vẽ linh hồn bà bay lên trời. Bà ngủ quên nãy á. Trời. Ê mèo, lại đưa con kêu con chim đưa về mèo ơi. Ôi, nó thổi bên về. Trời ơi, mèo. Trời ơi. Ê con chim khác gì bên đá. Bay lên, chém bầu trời nào mình cùng mà bay lên. Bay lên cái đỉnh lửa mèo ơi, nhìn lên trời. Trời ơi, cưng quá. Ôi hay quá mèo ơi, cút cuối con chim nó cũng chịu chở mình đi. Để nó bắt mình bay theo nó mà. Cái lúc đầu nó bắt mình bay theo mình bay, nó lội mắt luôn á trời. Con này nó tính là nó ác nhất trong đây. Nó còn hơn mấy con boss nữa. Cuối cùng chúng ta đã chiến thắng được cái trò này rồi mọi người. Ủa, đáng ra mình chiến thắng là phải lúc bình minh chứ sao mình thắng nó vào lúc nào. Đi ra khỏi hang mèo. Đó, đi về làng thôi. Đi đường này, đi lên đường này. Đó. Tuyệt vời quá đi. Chúng ta đã giống tôi, con chim của tôi sao nó hết bay nổi rồi mèo. Vậy như con chim kia tự nhiên nó đáp về chỗ cũ nên có tức hơn. Tại vì con chim của hai người đang chim dởm, chim của em mới là chim thiệt. Đây, em sẽ đáp. Ủa phải chỗ này không ta? Chắc phải đây là chỗ ăn mừng không vậy? Ui, kìa, bậy rồi, bắt con bông đằng kia. Bắt con bông ở tất cả cái làng luôn mẹ, chứ không phải là riêng ở đó mèo ơi. À, vậy hả? Ở đây chạy về chỗ tù trưởng. À, về lãnh thưởng, trời ơi anh ơi. Có con gái không? Gả cho Deadwood đi anh ơi. Trời ơi, tầm bậy. Giải cứu được làng ơi, gả con gái, gả con gái đi mọi người. Từ nợ, con gái không? Đáng là phải đốt lửa ác mừng, bên đốt lửa chứ là tại sao đứng nhảy đâu mày. Lửa cả đống này mèo. À, xin bệ hạ xem con xoay đầu nhép hấp. Không. Trời ơi, mình không đổ xoay cho mình coi chứ. Xin bệ hạ hãy xoay đầu cho tụi con coi thì bệ hạ chỉ nhép hấp. Ok mọi người. À, cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn và cực khổ, tụi mình cũng đã giải cứu cho thành công bộ tộc da đỏ tiêu diệt kẻ phản bội rồi. Nếu như các bạn thích series này của mình, các bạn đừng quên hãy like, subscribe cho mèo nha. Bye bye mọi người nha. Goodbye. Bye. Video game chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.